Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cà phê sáng quay lại với diễn biến của cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Tiếp nối phần 1 trong video này, chúng tôi xin gửi tới quý vị phần 2 của cuộc chiến đẫm máu này. Kể từ thời điểm Trung Quốc chính thức xâm lấn vào biên giới Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, chỉ sau một tuần giao tranh, Quân đội Trung Quốc đã kiểm soát gần như toàn bộ pháo đài Đồng Đăng, tọa lạc tại thị xã Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Mặc dù bắt đầu giành được những thắng lợi, tuy nhiên trong cuộc chiến này, phía Trung Quốc cũng đã phải huy động một lực lượng quân số đông đảo lên tới hơn 12.000 quân. Chính vì số thương vong tại Đồng Đăng cao đến mức đáng ngại do phải đối diện với sự kháng cự quyết liệt từ bộ đội Việt Nam tại biên giới, nên để duy trì cuộc chiến Trung Quốc đã phải tăng cường viện binh. Chỉ trong vòng 2 tuần sau cuộc chiến tại Đồng Đăng, 600.000 quân Trung Quốc đã nhanh chóng có mặt. Chúng đã triển khai quân đội trải dài trên khắp các tỉnh biên giới giữa hai nước và tấn công vào nhiều làng mạc, thôn xóm Việt Nam. Đáng chú ý, phần lớn quân đội chủ lực phía Việt Nam lúc này vẫn đang ở sâu trong lãnh thổ Campuchia để truy quét Khmer Đỏ. Do đó, trước tình hình khẩn cấp Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phải nhanh chóng điều động một phần lực lượng trở về miền Bắc để tham chiến. Các đơn vị từ biên giới Tây Nam trở về tham gia tiếp viện cho lực lượng tuyến đầu gồm có đặc công, không quân, pháo binh và tăng thiết giáp. Trong số đó, tiểu đoàn đặc công 35 thuộc trung đoàn 198, bộ tư lệnh đặc công với khoảng 200 binh sĩ tinh nhuệ là một trong những đơn vị đầu tiên nhận lệnh cơ động ra Hà Nội. Dù với quân số ít ỏi, nhưng theo ghi nhận trong suốt thời gian cuộc chiến bảo vệ biên giới kéo dài các đơn vị đặc công đã xuất quân một cách bí mật và bất ngờ luồn sâu lót xác lấy ít đánh nhiều chúng đã thực hiện những đòn tấn công rất hiểm hóc vào quân đội đối phương và giành được nhiều thắng lợi lớn đặc công việt nam là một đơn vị tinh nhuệ đủ sức khiến quân bành trướng trung quốc cực kỳ hoang mang và khiếp sợ nhất trong suốt trận chiến vào ngày 26 tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn 35 gồm hàng trăm lính đặc công Việt Nam đã trở về Hà Nội. Sau đó, họ gấp rút di chuyển lên hướng Lạng Sơn, khu vực đang bị Trung Quốc uy hiếp với quân số áp đảo. Một binh sĩ của tiểu đoàn đặc công 35 sau này kể lại rằng, dọc đường đi, chúng tôi cứ thấy cảnh trẻ em, lớn bé, người dân tộc, tài nông từng hàng lũ lượt, gồng gánh, dắt nhau chạy loạn. Khi bước chân càng tiến gần về phía biên giới, cảnh đổ nát tan tóc của làng quê cứ hiện ra ngay trước mắt. Khung cảnh non sông thơ mộng miền Bắc giờ chỉ còn lại máu và đổ nát. Nhìn thấy những cảnh tượng này, các đồng đội chúng tôi càng muốn ra trận đánh giặc ngay. Con đường từ Hà Nội ra Lạng Sơn, giữa tiết trời tháng 2 nơi biên giới, thật không dễ chịu gì. Mưa phùn, gió bấc, rét buốt đến thấu xương ây thế mà những người lính đặc công việt nam chỉ mặc đúng trên người một chiếc áo bởi vì đợt lệnh cơ động quá gấp nên các lính chẳng kịp mang theo đủ thứ trang bị mỗi người chỉ mang theo được một bộ đồ và không có lấy một chiếc chăn ban đêm họ phải ôm nhau nhằm xua đi cái lạnh nơi biên giới thế nhưng với tất cả sức lực của mình các lực lượng đặc công vẫn hành quân cấp tốc thậm chí di chuyển vào ban đêm bởi lúc này lòng ai cũng như lửa đốt toàn đội đều nóng lòng muốn đột kích vào hậu tuyến của đối phương, đáp trả những gì kẻ thù đã gây ra cho đồng đội và người dân Việt Nam. Cũng trong lúc hàng trăm lính đặc công Việt Nam vẫn đang hành quân ra tiền tuyến, thì sáng ngày 27 tháng 2 năm 1979, tại mặt trận Lạc Sơn, Trung Quốc đã tiếp tục điều thêm hai xe đoạn là 160 và 161 với khoảng 25.000 quân từ Đồng Đăng và Lộc Bình. Đồng thời, chúng cũng bổ sung thêm một quân lượng mới với quân số khoảng 5.000 quân từ hậu phương. Tất cả lực lượng này được chỉ thị chuẩn bị để tấn công và chiếm đóng bằng được thị xã Lạng Sơn. Một phóng viên người Mỹ có mặt tại vùng biên giới phía Nam vào thời điểm đó kể lại rằng, Trung Quốc cho pháo binh và xe tăng tấn công trước, hỏa lực dày đặc đến mức gần giống như tiếng oanh tạc của máy bay B-52. Có những cuộc nã pháo kéo dài cả tiếng đồng hồ, chứ không phải chỉ vài phút hay vài chục phút như thường thấy trong các đợt không kích của Mỹ. Phóng viên này cho biết, hàng ngàn lính Trung Quốc dưới sự yểm trợ của thiết giáp và pháo binh đã ào ạt tiến vào sâu các tỉnh biên giới của Việt Nam, giống như những đợt thác lũ tràn qua đê. Nhận thấy địch quá đông đảo về quân số, quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang, khi đang làm nhiệm vụ truy quét Khmer Đỏ ở Campuchia, cũng được lệnh của Bộ Quốc phòng cơ động gấp toàn bộ lực lượng về Việt Nam. Lúc này, trực thăng vận tải của trung đoàn không quân 916, 918 và 919 của Tổng cục hàng không dân dụng đã kịp thời phối hợp với không quân Hensol giúp sức cho quân đoàn 2 thực hiện cuộc tiến công thần tốc về Hà Nội. Tại Lạng Sơn lúc này, trong lúc chờ đợi quân đoàn 2 và tiểu đoàn đặc công 35 hành quân đến tiếp ứng, các lực lượng phòng thủ biên giới đã phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới có thể làm chậm bước tiến của quân đội Trung Quốc những sự kiện lịch sử trên đã cho chúng ta thấy rõ ràng tầm quan trọng của ý chí kiên cường và sức mạnh đoàn kết của dân tộc việt nam trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ đặc công đã thể hiện rõ nét sự gan dạ và quyết tâm bảo vệ tổ quốc các lực lượng phòng thủ dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vẫn không ngừng kiên cường bám trụ để bảo vệ từng tất đất quê hương điều này không chỉ là minh chứng cho lòng yêu nước sâu sắc của người dân việt nam mà còn thể hiện sự cần thiết phải đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu chống lại mọi sự xâm lược. Vào buổi sáng ngày 27 tháng 2, trên hướng Cao Lộc, sư đoàn 129 của Trung Quốc với khoảng 10.000 quân đã bất ngờ mở cuộc tấn công dữ dội vào các vị trí phòng thủ của quân đội Việt Nam. Sau đó, Trung Quốc tiếp tục huy động thêm phân nửa lực lượng của sư đoàn 161 Tổ chức những đợt tấn công liên tiếp vào các điểm trọng yếu nơi ba binh sĩ của Trung đoàn 12 Việt Nam đang cắm chốt. Cuộc đối đầu trở nên cực kỳ khốc liệt, với ưu thế quân số thuộc về phía Trung Quốc. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm từ những ngày đầu của cuộc chiến, quân đội Việt Nam không chỉ giữ vững thế trận phòng ngự mà còn phản công nhanh chóng, tạo nhiều đợt tiến công bất ngờ vào hàng ngũ đối phương rồi rút về an toàn. Chiến thuật này giúp làm suy yếu tinh thần chiến đấu của quân Trung Quốc, khiến họ không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự vững chắc của Việt Nam. Ở tuyến đường 1B, Trung Quốc vẫn bị kiềm chân không thể tiến xa hơn. Tuy nhiên, tại tuyến đường 1A, tình hình không được khả quan như vậy. Trung đoàn 2 của quân đội Việt Nam phải đối mặt với những trận chiến đầy cam go. Khi vừa chống lại sư đoàn 160 của Trung Quốc từ phía bắc vừa phải đối phó với lực lượng của sư đoàn 161 tấn công từ hướng tây bắc. Tình thế này buộc trung đoàn hai phải phân tán lực lượng, gây tổn thất đáng kể. Quân đội Trung Quốc đã huy động hàng ngàn binh sĩ bộ binh tham gia cuộc chiến, cố gắng chiếm các đồi cao và vùng thung lũng để mở đường tiến về Lạng Sơn. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên cường của các đơn vị Việt Nam, gồm nhiều chiến binh dày dạn kinh nghiệm từ thời kháng chiến chống Mỹ. Quân đội ta đã loại bỏ khỏi vòng chiến gần 2.000 binh lính Trung Quốc, dù họ tiến quân sát vào các cứ điểm. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ chiều ngày 27 tháng 2 năm 1979, hai tiểu đoàn Trung Quốc với khoảng 1.300 lính đã bí mật luồn vào sau lưng và bất ngờ chiếm giữ cao điểm 800, một vị trí quan trọng cho pháo binh của sư đoàn 3. Quân đội Việt Nam đã chống trả mãnh liệt, nhưng do yếu tố bất ngờ cùng hỏa lực mạnh mẽ của đối phương từ dưới lên, điểm cao 800 rơi vào tay quân Trung Quốc. Sự mất mát này khiến hệ thống phòng thủ của quân đội Việt Nam ở phía Tây đường 1A, từ cốc chủ đến điểm cao 471 bị đẩy vào thế khó khăn. Đến ngày 28 tháng 2 năm 1979, Cuộc chiến tại mặt trận Lạng Sơn bước vào một giai đoạn căng thẳng mới khi Trung Quốc tiếp tục đưa thêm 8.000 binh lính bộ binh cùng với hàng chục xe tăng và pháo binh lên tuyến đầu. Nhờ sự tiếp viện này, quân đội Trung Quốc đã có thể triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn trên ba hướng Đông, Bắc và Tây nhằm vây chặt lực lượng bảo vệ thị xã Lạng Sơn của quân đội Việt Nam. Trước tình hình đó, quân đội Việt Nam đã anh dũng phản công để bảo vệ từng tất đất của Lạng Sơn cuộc chiến đấu tại lạng sơn phản ánh sự khốc liệt và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của quân đội và nhân dân việt nam trước sự xâm lược của trung quốc mặc dù quân đội trung quốc có quân số áp đảo và trang bị hỏa lực mạnh mẽ nhưng chính sự quả cảm quyết tâm và chiến thuật khéo léo của quân đội việt nam đã khiến đối phương không thể dễ dàng giành được thắng lợi nhanh chóng những đợt tấn công phản kích bất ngờ của quân ta không chỉ làm tiêu hao sinh lực địch mà còn làm suy yếu tinh thần của họ khiến cuộc chiến kéo dài hơn dự kiến. Phía Việt Nam, dù gặp phải nhiều khó khăn về nhân lực và trang bị, vẫn kiên cường bám trụ và làm chậm bước tiến của kẻ thù. Mặc dù chủ yếu là cố gắng giữ chân quân đội Trung Quốc, quân ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để lực lượng chủ lực của sư đoàn 2 và tiểu đoàn đặc công 35 nhanh chóng lên hợp lực phản công. Cuộc chiến dai dẳng hơn nửa ngày trong ngày 28 tháng 2 cho đến khi tin tức mong chờ cũng đến, tiểu đoàn đặc công 35 đã kịp thời tới Lạng Sơn. Với kỹ năng chiến đấu ưu việt và chiến thuật đột nhập sâu vào lòng địch, đội đặc công đã nhanh chóng bí mật tiến hành công tác trinh sát, phát hiện lực lượng Trung Quốc đang đóng quân tại thôn Na Lệnh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Sa Bình, tỉnh Lạng Sơn, với quân số khoảng 700 lính. Ngay sau khi nhận định tình hình và báo cáo lên cấp trên, đơn vị đã quyết định mở cuộc tấn công vào đêm hôm đó, tức là ngày 28 tháng 2. Với lực lượng hơn 30 chiến sĩ đặc công dày dạng kinh nghiệm, đội hình thành thế bao vây kín, áp sát từ hai phía đổi đối với quân địch đang chiếm giữ vị trí và nghỉ ngơi. Đặc công Việt Nam đã nổ súng tập kích bất ngờ bằng hỏa lực mạnh mẽ từ súng B-41 vào điểm cao thôn Na Lệnh. Bị tấn công bất ngờ, quân địch rơi vào hoảng loạn. Nhiều tên bị quân ta bắn hạ, một số khác nhảy xuống đất tháo chạy tán loạn, trốn dưới gầm xe. Đúng lúc đó, lực lượng đặc công đứng từ trên cao, tận dụng địa hình thuận lợi, chớp thời cơ ném lựu đạn, bắn cháy hàng loạt xe thiết giáp của địch. Chỉ trong vòng 7 phút ngắn ngủi, hàng trăm tên địch đã bị tiêu diệt hoặc bị thương, số còn lại hoảng hốt bỏ chạy khỏi vị trí chiếm đóng. Đội đặc công chỉ rút lui khi quân địch từ các vị trí cao gần đó kéo đến tiếp viện. Cuộc tấn công mở màn của đặc công Việt Nam đã khiến quân đội Trung Quốc phải bắt đầu dè chừng, hiểu rằng họ sẽ không còn an toàn khi đứng trên đất Việt Nam. Phương pháp đánh trận thông minh và khéo léo của lực lượng đặc công Việt Nam, kết hợp với sự chi viện kịp thời từ các đơn vị chủ lực, đã tạo nên sự chuyển biến lớn trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 kể từ ngày đặc công Việt Nam bắt đầu tham chiến, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, dù quân đội Trung Quốc đã chiếm được điểm cao 800 và tân lũng, nhưng nhờ sự phòng thủ vững chắc của quân đội Việt Nam, họ không thể tiến xa hơn để tiếp cận thị xã Lạng Sơn. Mặc dù Trung Quốc đã huy động hơn 5.000 lính bộ binh cùng xe tăng và pháo binh hỗ trợ, họ vẫn không thể vượt qua đoạn đường 4 cây số cuối cùng để tiến vào trung tâm thị xã nhận thấy cơ hội phản công, ngày 2 tháng 3, Việt Nam quyết định bổ sung thêm lực lượng mạnh mẽ với hai sư đoàn 327 và 338, tổng cộng 12.600 quân. Các sư đoàn này tiến lên phối hợp cùng các đơn vị khác bảo vệ Lạng Sơn, chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn. Cuộc chiến giằng co tại vùng quanh thị xã Lạng Sơn tiếp tục kéo dài trong khi quân tiếp viện của Việt Nam hành quân lên. Trung Quốc do bị cầm chân và bị tổn thất nặng nề, vẫn tiếp tục đưa thêm quân dự bị tiến công nhằm đột phá tuyến phòng thủ của quân đội Việt Nam. Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là một trận chiến đầy cam go và khốc liệt. Lực lượng đặc công Việt Nam đã thể hiện sự khéo léo, mưu lược và tinh thần chiến đấu quả cảm, biến các cuộc tấn công chớp nhoáng thành lợi thế to lớn khả năng hành quân nhanh chóng và chi viện kịp thời từ các đơn vị chủ lực đã góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trên chiến trường, giúp giữ vững thế trận phòng ngự và gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Trung Quốc. Điều này không chỉ thể hiện sức mạnh quân sự của Việt Nam mà còn là biểu tượng của lòng kiên cường, sự kháng cự quyết liệt để bảo vệ từng tất đất quê hương trước mọi cuộc xâm lăng. Đến cuối ngày 2 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc bước đầu phong tỏa thị xã Lạng Sơn. Tin tức báo về cho thấy Lạng Sơn đang đối diện với nguy cơ thất thủ. Vì thế sáng ngày 3 tháng 3 năm 1979, quân đoàn 1 của binh đoàn Quyết Thắng đã lập tức điều động thêm sư đoàn bộ binh 320B, nhanh chóng hành quân lên Lạng Sơn. Tính đến thời điểm này, quân ta đã huy động khoảng 5 vạn binh sĩ tham gia chiến sự tại Lạng Sơn. Tuy nhiên, chưa kịp đợi quân Việt Nam nhận tiếp viện, Trung Quốc đã huy động thêm 5.000 quân tràn lên tiền tuyến mạnh mẽ tấn công vào các điểm cao với mục tiêu chiếm lợi thế trước khi quân chủ lực Việt Nam kịp thời đến tham gia trận đánh. Kể từ thời điểm này, quân Trung Quốc đã tăng quân số lên tổng cộng 125.000 binh sĩ tại khu vực thị xã Lạng Sơn. Với quân số đông đảo, Trung Quốc mong muốn đạt được một thắng lợi quyết định trước quân số khoảng 5 vạn binh sĩ của Việt Nam. Quân đội Trung Quốc mở ba mũi tiến công từ các điểm cao như Nam Hải Khổng, Hoàng Đồng và kỳ lừa. Trên hướng Mai Pha, hai mũi tấn công khác cũng được triển khai từ phía Bắc sông Kỳ Cùng và hướng Đông Nam thị xã Lạng Sơn. Hàng ngày, Trung Quốc liên tục bắn pháo vào Lạng Sơn không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm. Đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, trên hướng Đông Đông Nam, một cánh quân Trung Quốc đã vượt qua sông Kỳ Cùng, chiếm lĩnh cao điểm 340 và xâm nhập vào thị xã Lạng Sơn. Một cánh quân khác của Sư đoàn 128 Trung Quốc với khoảng 5.000 quân cũng đã chiếm được sân bay Mai Pha và cao điểm 391 ở phía tây nam thị xã Lạng Sơn. Theo các số liệu thống kê từ cuối tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Việt Nam đã chịu thương vong nặng nề với hơn 9.000 binh sĩ, trong đó bộ đội chủ lực gánh chịu hơn 7.000 thương vong. Lực lượng còn lại là dân quân địa phương. Chưa kể, hàng ngàn người dân vô tội cũng đã bị thiệt mạng do bom đạn hoặc bị quân Trung Quốc sát hại tại những vùng đất mà chúng chiếm giữ. Riêng với số thương vong của bộ đội chủ lực, sư đoàn 3 đã phải gánh chịu 2.000 người bị thương và hy sinh. Khi thấy đồng đội lần lượt ngã xuống, lòng căm phẫn và tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ ở tuyến sau càng được nung nấu mạnh mẽ, sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống lại kẻ thù xâm lược. Sau trận chiến, rất nhiều ngôi mộ gió hay còn gọi là mộ chiêu hồn đã được đắp lên tại các chân đồi ở lạc sơn những ngôi mộ này không có hài cốt chỉ là những nắm đất tượng trưng cho những người lính còn sống tưởng nhớ đến đồng đội đã hy sinh nhưng không tìm được thi thể trong cuộc chiến khốc liệt tại biên giới chỉ trong vòng hai tuần kể từ khi quân trung quốc tiến công nhiều nhà cửa của người dân ở các tỉnh biên giới việt nam đã bị phá hủy các trường học và bệnh viện bị biến thành đống đổ nát các cơ quan hành chính cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Người dân mất đi tài sản, người thân và buộc phải trốn chạy hoặc rời bỏ quê hương. Cuộc chiến tại Lạng Sơn và biên giới phía Bắc năm 1979 không chỉ là cuộc đối đầu quân sự mà còn là một cuộc đấu tranh sinh tồn đầy đau thương cho cả dân tộc Việt Nam. Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự vượt trội với tham vọng đánh nhanh thắng nhanh, nhưng lại gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ quân đội và nhân dân Việt Nam mặc dù chịu nhiều tổn thất về người và của tinh thần chiến đấu kiên cường và quyết tâm bảo vệ độc lập tự do đã giúp việt nam vững vàng trước sự xâm lược này những mất mát trong cuộc chiến đã in sâu vào lịch sử nhắc nhở các thế hệ sau về lòng yêu nước tinh thần đoàn kết và sự hy sinh của quân và dân ta để bảo vệ quê hương đất nước tình cảnh vô cùng thê thảm trước những thiệt hại nghiêm trọng mà quân tiên phong và người dân việt nam phải gánh chịu vào đêm ngày 4 tháng 3 năm 1979, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 đã lập tức thông qua kế hoạch mở chiến dịch phản công trên toàn mặt trận tại Lạc Sơn. Cùng thời điểm này, lực lượng viện trợ từ Quân đoàn 1 cũng đã hoàn tất việc triển khai và vào vị trí sẵn sàng chiến đấu tại tuyến đường Chi Lăng, đồng mỏ, Hiếu Kiên, biên giới Việt Nam, thành phố Lạc Sơn. Trung đoàn pháo binh 204 của quân đội Việt Nam với 3 hệ thống bao gồm 36 dàn phóng hỏa tiễn 40 nòng BM-21, đã tập hợp và sẵn sàng khai hỏa. Trong lúc này, quân đoàn 2 đã hoàn thành cuộc hành quân thần tốc qua cả 3 phương tiện, đường biển, đường bộ và đường hàng không. Đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, hầu hết các đơn vị pháo binh, bộ binh, phòng không, trinh sát và các lực lượng tác chiến khác của quân đoàn 2 đã có mặt tại Lạc Sơn chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử với quân Trung Quốc. Tất cả lực lượng chủ lực đã sẵn sàng cho một cuộc phản kích mạnh mẽ để đáp trả những thiệt hại khủng khiếp mà Trung Quốc đã gây ra cho Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, cùng lúc với cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra tại Lạc Sơn, tại Cao Bằng, Trung Quốc cũng đã huy động tổng cộng ít nhất là 176.000 quân để tiến hành tấn công với mục tiêu đè bẹp hơn 73.000 quân Việt Nam, bao gồm cả lực lượng bộ đội chủ lực và dân quân địa phương đang trấn giữ tại đây. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc đã phát động 8 mũi tấn công đồng thời vào các địa điểm gồm Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lan, Phục Hòa và Thạch An. Tại hướng Hà Quảng, ngay trước khi Trung Quốc khai hỏa, các trạm gác tại khu vực Lũng Nẵng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, được phòng thủ bởi một tiểu đoàn quân chính quy gần 1.000 bộ đội trực chiến. Tuy nhiên, Trung Quốc đã sử dụng pháo binh và điều một sư đoàn bộ binh hơn 10.000 quân tấn công dữ dội vào các trạm biên giới, khiến lực lượng gần 1.000 quân Việt Nam phải chiến đấu trong tình thế cận kề cái chết để bảo vệ phòng tuyến. Do lực lượng Trung Quốc quá đông đảo, lại được trang bị nhiều loại vũ khí có hỏa lực mạnh hơn. Chỉ sau vài giờ giao tranh ác liệt, quân Việt Nam đã chịu tổn thất nặng nề với hơn 100 binh sĩ bị thương vong. Những lực lượng còn lại buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Từ đây, quân Trung Quốc tiếp tục tiến theo các đường mòn chiến lược, chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu tại Hà Quảng. Điều đáng nói là trên suốt đường tiến quân, bất cứ nơi nào quân Trung Quốc đi qua, chúng đều không ngần ngại bắn giết bất kể đó là thường dân hay bộ đội Việt Nam. Trên một hướng tấn công khác vào Hà Quảng, trong cùng ngày, quân Việt Nam với lực lượng trung đoàn 246 thuộc sư đoàn 346, kết hợp cùng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ với tổng số quân lên tới 4.000 người, đã dũng cảm chống trả một sư đoàn 15.000 quân Trung Quốc. Tại Thông Nông, cũng trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, Quân đội Trung Quốc với gần 15.000 quân đã chiếm lĩnh khu vực này nhằm tạo đà tiến công vào thị xã Cao Bằng. Quân Trung Quốc đã gặp phải sự kháng cự kiên cường từ phía bộ đội Việt Nam, khi hơn 200 chiến sĩ đã hy sinh để làm chậm bước tiến của đối phương. Nhìn chung, cuộc chiến tại biên giới phía Bắc Việt Nam vào những ngày đầu tháng 2 năm 1979 đã diễn ra với cường độ ác liệt quân dân việt nam đã phải đối mặt với một đội quân đông đảo và có trang bị vượt trội tuy nhiên tinh thần chiến đấu kiên cường lòng yêu nước sâu sắc của quân dân việt nam đã giúp họ không chỉ trụ vững mà còn gây tổn thất không nhỏ cho quân trung quốc những trận chiến này không chỉ là minh chứng cho sự tàn khốc của chiến tranh mà còn thể hiện rõ ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc của việt nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào tuy nhiên một lần nữa do quân số bị áp đảo các lực lượng Việt Nam buộc phải tạm thời rút lui và chờ lệnh chỉ huy từ quân khu 1. Trung Quốc, sau khi chiếm được thông nông, đã ngay lập tức huy động xe vận chuyển quân đội lên đường thẳng hướng về Cao Bằng. Trên hướng Thạch An, một đoàn quân khác với hơn 5.000 quân của Trung Quốc cũng đã kéo vào thị trấn Đông Khề. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Xe tăng Trung Quốc khi đến Đông Khề đã liền khai hỏa bắn vào những ngôi nhà và dân cư. Trước hỏa lực mạnh mẽ từ đối phương, toàn bộ thị trấn Đông Khề chìm trong hoảng loạn. Không chỉ nhà cửa, cây cối, trường học và trạm xá, mà cả những người dân từ trẻ em đến người lớn cũng đều trở thành mục tiêu sống cho quân Trung Quốc tập bắn. Tại các hướng Trung Khánh, Hạ Lan và Bảo Lạc, quân Trung Quốc với tổng số khoảng 15.000 quân cũng chia thành 3 hướng. Mỗi hướng khoảng 5.000 quân tấn công vào các đường biên phòng Bò Beo, Lý Vạn và Cốc Vạn Tại Trung Khánh, cũng vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 Khi khoảng 5.000 quân Trung Quốc tấn công vào biên phòng gần cửa khẩu Bò Beo Một đội dân quân Việt Nam với gần 200 người Chủ yếu là dân địa phương từ xã Ngọc Khề, huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức phản công Cuộc chiến ở Bò Beo diễn ra hết sức ác liệt cho phía ta bởi đứng trước mặt họ lúc này là một đoàn quân trung quốc được trang bị vũ khí hiện đại liên tục tấn công dồn dập quân trung quốc như những dòng nước chảy lớp này bị tiêu diệt thì lại có lớp khác tiếp tục tràn lên do đó trận phòng ngự của việt nam không thể kéo dài lâu do sự chênh lệch quá lớn về lực lượng cũng như vũ khí và đạn dược không đủ chỉ sau vài giờ giao tranh quân và dân Việt Nam đã phải tìm cách rút vào các hang đá hoặc ngọn đồi gần đó để bảo toàn lực lượng. Tại Bảo Lạc và Hạ Lan, trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã huy động một lượng quân địa phương với khoảng 5.000 quân mỗi hướng để gây nhiễu nhằm kiềm chế lực lượng quân đội Việt Nam. Trong lúc quân Việt Nam mắc bẫy, lực lượng chủ lực của Trung Quốc đã luồn sâu nhằm chiếm thị xã Cao Bằng và đánh phá sang các huyện lân cận mặc dù tại hai huyện biên giới Bảo Lạc và Hạ Lan ban đầu đã bố trí gần 3.000 quân ở mỗi huyện, cộng thêm sự giúp đỡ từ người dân địa phương trong trận chiến. Nhưng cuối cùng quân Trung Quốc vẫn phá được hang phòng ngự này và tiến vào chiếm các khu vực khác ở Cao Bằng. Song song với các mũi tấn công trên, trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, nhằm quét sạch quân Việt Nam ở biên giới để ngăn chặn nguy cơ tái tấn công, quân Trung Quốc đã huy động thêm quân vào sâu hạ quảng. Tại các chốt biên phòng tại huyện Sóc Hà, Nà Sát và Trường Hà, cũng xảy ra giao tranh dữ dội giữa quân Việt Nam và Trung Quốc. Tại Nà Sát, vào đêm ngày 18 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc đã tấn công mạnh mẽ bộ đội ta bằng pháo cối. Dù ban đầu lực lượng phía Việt Nam tại đây chiến đấu vô cùng anh dũng, nhưng do chênh lệch lực lượng lớn giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc, trận đánh Na Sát đã bị quân Trung Quốc chiếm một phần. Đến sáng ngày 19 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã đến ngã Ba Đôn Trương thuộc thị trấn Xuân Hòa, huyện Hạ Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngay sát trận đánh Na Sát để chuẩn bị chiếm đóng Sóc Giang, vào ngày 20 tháng 2 năm 1979, các đơn vị phía Việt Nam còn cố gắng tập hợp lực lượng ở tiền tuyến, quyết tâm không cho quân Trung Quốc chiếm được Sóc Giang. Cuộc chiến kéo dài đến 16 giờ ngày 20 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã huy động 8 xe tăng tiến thẳng từ ngã ba Đôn Trương vào Sóc Giang. Các lực lượng của thủy đoàn 3 thuộc trung đoàn 246 cùng lực lượng hỏa lực đã mạnh mẽ đáp trả. Cuối cùng, họ đã thành công loại khỏi vòng chiến khoảng 100 quân lính Trung Quốc do bị tổn thất đáng kể. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã chuyển sang dùng pháo kích tông hòa mù để tấn công các vị trí chốt trận của Việt Nam ở Na Sát. Đêm ngày 21 tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn 3 quân đội Việt Nam, một phần của trung đoàn 246, được lệnh rút lên phía tây huyện Hạ Quảng để hành quân về huyện Nguyên Bỉnh. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã điều động công binh để làm đường cho xe tăng tiến công ở khu vực Mốc 109. Theo đường Bắc Bó, Nam Mạ, đồn trường nhằm đánh vào sau lưng và bên sườn trận địa của quân đội Việt Nam, kết hợp với tấn công chính diện theo hướng cửa khẩu Sóc Giang. Các lực lượng còn lại của Trung đoàn 246 phía Việt Nam, mặc dù đã chiến đấu dũng cảm, nhưng bị tấn công từ hai hướng, đồng thời bị các đường tiếp tế, cuối cùng cũng phải rút khỏi Sóc Giang và lên khu vực thông lũ giữa Hạ Quảng và Thông Nông để chuyển sang chiến đấu bất ngờ quân đội Trung Quốc đã thành công chiếm được Sóc Giang và thuận lợi phát triển căn cứ đường hậu cần, đồng thời huy động thêm quân số đến đồn trú tại đây. Lúc này, trên hướng thông nông, theo mệnh lệnh của tư lệnh quân khu 1, vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 851 thuộc xe đoàn 346 của Việt Nam với gần 3.000 binh sĩ đã khẩn trương tập hợp lực lượng sẵn sàng chiến đấu trong các ngày 18 và 19 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 851 Việt Nam đã liên tục chiến đấu với các cuộc tấn công cơ giới của quân đội Trung Quốc trên đường số 4 và từ thị trấn nước 2 đến thị xã Cao Bảo. Quân đội Việt Nam đã bắn cháy hàng chục xe tăng của Trung Quốc tại khu vực bàn sảy thuộc thị xã Cao Bằng và Đức Long thuộc Hòa An. Tuy nhiên, với ưu thế đông đảo, từ ngày 19 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu áp sát thị xã Cao Bằng từ nhiều hướng. Tại hướng Trà Lĩnh, Trung đoàn 677 thuộc xe đoàn 346 cùng với đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh và các đơn vị địa phương với tổng số gần 3.000 quân đã phải đánh trả một lực lượng khoảng hơn 10.000 quân Trung Quốc ở bình độ 700. Điểm cao 800 và 815 tại khu vực Mò Manga, Trục đường Xuân Hội, Quang Trung, quân Việt Nam dù ít nhưng vẫn kiên quyết chống trả từng tấc đất, từng điểm cao. Với tinh thần quyết tử, các đơn vị quân đội Việt Nam trên hướng này cuối cùng đã đẩy lui các đợt tấn công của quân Trung Quốc ở nhiều ngã. Hướng khác là Phục Hòa, vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Trung đoàn 567 của Việt Nam đã kịp thời điều động tiểu đoàn một với gần 1.000 quân từ xã Trí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng lên Hòa An để đối phó với đợt tấn công của quân Trung Quốc. Tuy nhiên, quân Trung Quốc đã huy động hơn 5.000 quân để bao vây và tập kích vào hướng Phục Hòa, và đây cũng là nơi họ tiến vào thị xã Cao Bằng. Ngày 20 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã tăng cường mũi tấn công từ xã Trí Thảo vào một mốc mốc số 110, chiếm đóng núi một lần, ngay sát khu vực Phục Hòa quân đội việt nam tại khu vực này không những bị cô lập mà còn phải đối mặt với một lượng hỏa lực rất lớn từ quân trung quốc dù có sự phối hợp với lực lượng dự bị từ các hướng khác nhưng lực lượng tại phục hòa vẫn phải tạm thời rút về phía sau để chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công tiếp theo của quân đội việt nam mặc dù các trận đánh đều diễn ra ác liệt và khốc liệt nhưng sự quyết tâm của quân đội việt nam cùng với lòng yêu nước không ngừng lan tỏa sau một tháng chiến đấu không ngừng nghỉ với những nỗ lực và hy sinh không mệt mỏi quân đội việt nam đã chiến thắng trước mọi khó khăn gian khổ quyết tâm bảo vệ từng tất đất quê hương quân và dân việt nam đã dũng cảm chiến đấu để bảo vệ biên cương tổ quốc trước những cuộc tấn công của quân trung quốc trận đánh đã chứng tỏ sức mạnh của lòng yêu nước và sự đoàn kết là động lực để toàn quân quyết tâm bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ khó khăn này Mặc dù tiểu đoàn một thuộc trung đoàn 567 của Việt Nam có tới 4 đại đội, nhưng chủ yếu đều là quân địa phương. Vũ khí trang bị chỉ có súng ạc, vài khẩu B-40, B-41, C-64 và C-8H. Khi quân Trung Quốc tiến công vào Phục Hòa vào ngày 18 tháng 2 năm 1979, một khẩu đội súng máy 14,5 ly thuộc đại đội 16 trung đoàn 567 với 3 khẩu súng và 36 binh sĩ đã được gửi lên tiếp viện cho tiểu đoàn 1 đang tham gia trận đánh chống lại quân Trung Quốc. Chỉ sau 2 giờ bộ đội giật phá liên hồi, quân Trung Quốc với gần 15.000 quân từ bên kia biên giới bất ngờ xuất hiện. Đi đầu có hơn 20 chiếc xe tăng khai hỏa dữ dội về phía quân ta. Đằng sau là lực lượng súng kích Trung Quốc được trang bị lựu đạn đeo trên người. Cuối cùng là đội dân binh tải đạn, cán thương bộ đội Việt Nam tập trung bắn vào tốp lính đi đầu. Đơn vị súng máy 4,5 ly của Việt Nam ở trận địa cách mặt đường chỉ 300 mét liên tục nã đạn. Cũng trong ngày 18 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã tấn công ác liệt vào đầu cầu Tài Lùng, khiến trung đội công an duy nhất đang chấn giữ tại khu vực này thuộc Trung đoàn 1 không còn ai sống sót. Quân đội Trung Quốc sau đó đã chiếm được nhà máy đường Phục Hòa cách cửa khẩu tài lùng khoảng 300 đến 400 mét. Tuy nhiên, chúng vẫn không thể đánh bật các chốt phòng ngự ở sâu bên trong của tiểu đoàn 1. Dù vậy, đến chiều tối ngày 18 tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 567 của Việt Nam đã có khoảng 30 binh sĩ từ trận. Đạn giật cũng cạn kiệt, nên đã nhận lệnh rút về phía sau dãy đèo khâu chia. Nơi có hai tiểu đoàn quân Việt Nam đang lập phòng tuyến phòng ngự chống lại quân Trung Quốc. Đơn vị súng máy 4,5 ly cũng được lệnh rút về đèo Khâu Chia để củng cố hàng phòng ngự. Đèo Khâu Chia chỉ cách cửa khẩu Tài Lùng khoảng 10 km. Tuy nhiên, để men theo đường đèo Khâu Chia, các bộ đội Việt Nam không chỉ phải băng qua đoạn đường quanh co khoảng 10 km mà còn phải hết sức cẩn trọng, bởi một bên là núi cả vút, một bên là vực sâu thăm thẳm. Tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 567 của Việt Nam đã hành quân suốt đêm. Đến chiều ngày 19 tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn 1 đã vượt qua đèo Khâu Chia đến xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, do vừa phải chiến đấu vừa phải hành quân, các lực lượng của tiểu đoàn 1 đã bắt đầu kiệt sức. Thế nhưng, khi cả đoàn tạm nghỉ ở ven đường chưa đầy 5 phút thì bỗng nhiên ba chiếc xe tăng của Trung Quốc tiến tới. Chúng bắn đạn pháo dồn dập về phía tiểu đoàn 1. Các lực lượng tiểu đoàn 1, dù kiệt sức, vẫn dùng hết sức bình sinh để quăng lựu đạn nhằm tiêu diệt lực lượng quân Trung Quốc đang ngồi trên tháp pháo. Dù gặp nhiều khó khăn, các chiến sĩ Việt Nam đã thể hiện tinh thần dũng cảm và ý chí quyết tâm cao độ trong cuộc chiến bảo vệ biên cương Tổ quốc. Trận đánh không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự mà còn là biểu tượng cho lòng yêu nước sự đoàn kết và lòng kiên cường của nhân dân Việt Nam trong thời khắc khó khăn. Sự hy sinh và cống hiến của các chiến sĩ trong tiểu đoàn 1 đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho toàn quân và toàn dân quyết tâm bảo vệ lãnh thổ. Trận chiến này còn cho thấy rõ ràng rằng, mặc dù điều kiện khắc nghiệt và vũ khí hạn chế, nhưng ý chí và lòng yêu nước của quân dân Việt Nam vẫn không thể bị khuất phục. Cà phê sáng xin kính chào quý vị khán giả từ khi quân đội Trung Quốc tràn sang xâm lấn vào thị xã Cao Bằng, Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, nhằm gia tăng sức mạnh cho mặt trận này, Bộ Tư lệnh Quân Khu 1 đã nhanh chóng quy tụ gần 50.000 quân, nâng tổng số quân của Việt Nam tham gia vào chiến dịch ở Cao Bằng lên đến hơn 73.000 chiến sĩ, trước sự tấn công mạnh mẽ của Trung Quốc từ nhiều mũi đánh vào thị xã. Bên cạnh đó, các lực lượng của Việt Nam cũng nhanh chóng tổ chức phân bố, điều động lực lượng ở những vị trí chiến lược để chuẩn bị cho trận đánh. Cuộc chiến diễn ra ác liệt trong những ngày cuối tháng 2, nơi đây, Việt Nam và Trung Quốc giằng co từng tất đất. Nếu Trung Quốc sử dụng chiến thuật biển người, thì Việt Nam lại áp dụng chiến thuật du kích để chống trả. Tuy nhiên, với mong muốn nhanh chóng giành được chiến thắng trước Việt Nam, kể từ ngày 22 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã điều thêm gần 88.000 quân nâng tổng số quân của họ lên đến 176.000 quân. Theo thông tin tình báo từ lực lượng trinh sát Việt Nam, tính đến ngày 22 tháng 2, họ đã phát hiện một lực lượng rất lớn quân Trung Quốc trên cả 8 hướng, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trung Khánh, Hạ Lan, Phục Hòa và Thạch An đang tiến sâu vào nội địa và gây đe dọa nghiêm trọng đến thị xã Cao Bằng. Đặc biệt, một đội quân tiên phong của Trung Quốc khoảng 25.000 người đã có mặt ở cầu Tài Hồ Sinh, chỉ cách thị xã cao bằng hơn 10 km. Trước tình hình nguy cấp đó, cũng trong ngày 22 tháng 2 năm 1979, một lực lượng của Việt Nam khoảng 14.000 quân đã được điều động lên lập chốt phòng ngự tại khu vực xung quanh đèo cầu Tài Hồ Sinh để chuẩn bị cho trận đánh với quân Trung Quốc. Cuộc chiến đã nhanh chóng bùng nổ. Ngay trong ngày 23 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã tiến vào thị xã Cao Bằng từ hướng Thông Nông và Hà Quảng, cùng với sự tấn công từ Thành An và Tài Hồ Xin. Mặc dù quân đội Việt Nam đã chiến đấu quả cảm trên mọi hướng, nhưng do quân Trung Quốc điều động một lực lượng quá lớn với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ pháo binh và xe tăng, nên đến ngày 24 tháng 2, quân đội Trung Quốc đã chiếm được thị xã Cao Bằng và bắt đầu triển khai những mũi tấn công đánh lớn xuống khu vực đường số 3, vào đèo Cao Bắc và Nguyên Bỉnh. Cùng ngày 24 tháng 2 năm 1979, trên hướng Phục Hòa, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 567 của Việt Nam vẫn đang mạnh mẽ phản kích quân Trung Quốc tại trận địa khâu trị. Quân Trung Quốc đã phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề do chiến thuật dàn hàng ngang của họ sử dụng biển người để tiến đánh, lần lượt từ lượt này đến lượt khác. Bước sang ngày 25 tháng 2 năm 1979, do không chiếm được đèo khâu trị, phía Trung Quốc đã thay đổi chiến thuật, không còn tấn công chính diện mà chuyển sang sử dụng pháo binh để bắn vào các vị trí phòng thủ của Việt Nam và cho quân lính bọc từ phía sau đèo lên. Đáng lưu ý, do thị xã Cao Bằng đã bị chiếm từ ngày 24 tháng 2, nên đường dây liên lạc bị cắt đứt, khiến cho các đơn vị đang chiến đấu giữ đèo khâu trịa bị cô lập và phải độc lập chống lại quân Trung Quốc. Dù vậy, nhờ vào sự phối hợp phòng thủ của nhiều đơn vị Việt Nam, khi cuộc chiến kéo dài đến ngày 26 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc vẫn không thể đặt chân lên đèo khâu trị dù đã nhận được sự hỗ trợ từ xe tăng và pháo binh. Bất chấp việc không chiếm được đèo khâu trịa, Trung Quốc đành tập hợp lực lượng ở thị xã Cao Bằng theo hướng đèo Mã Phục để tấn công lên. Kết hợp với quân lính từ hướng cửa khẩu ta lùng tiến tới với ý định tạo thành thế bao vây nhằm bóp nát lực lượng quân Việt Nam tại đèo Khâu Trị. Tuy nhiên, sự kháng cự kiên cường không hề nao núng của các chiến sĩ và dân quân Việt Nam trên đèo Khâu Trị đã buộc Trung Quốc phải thay đổi chiến thuật một lần nữa. Họ chia quân thành nhiều đơn vị tiểu đoàn tham gia vào các hoạt động tìm kiếm khóa đường và lớn sụp cuộc kháng cự của quân đội việt nam trong trận đánh tại cao bằng không chỉ thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường mà còn cho thấy sự chuẩn bị chiến lược và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ trong bối cảnh bị cô lập quân đội việt nam đã thể hiện khả năng ứng phó linh hoạt kiên cường chứng minh rằng dù khó khăn đến đâu lòng yêu nước và tinh thần tự vệ vẫn luôn là động lực to lớn giúp họ đứng vững trước sức tấn công của kẻ thù sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị đã làm nên một bức tường phòng ngự vững chắc giữ cho vùng đất tổ tiên không bị rơi vào tay kẻ xâm lược sự thay đổi chiến thuật liên tục của quân trung quốc cũng phản ánh sự đánh giá không đúng về sức mạnh và ý chí chiến đấu của quân đội việt nam và điều này đã góp phần làm nổi bật lên những bài học quý giá trong lịch sử chiến tranh vệ quốc tuy nhiên nhờ vào sự nhanh nhẹn và linh hoạt của lực lượng việt nam binh lính Trung Quốc vẫn không thể chiếm được con đèo chiến lược này. Quân đội Việt Nam đã kiên cường giữ vững đèo khâu trị ngay từ những ngày đầu khi Trung Quốc phát động tấn công. Vào ngày 28 tháng 2 năm 1979, Bộ Tư lệnh Mặt trận Cao Bằng đã ban hành chỉ thị cho Trung đoàn 677 ở Trà Lĩnh và Trung đoàn 567 đang trấn giữ đèo khâu trị, vượt vòng vây và rút lui về phía sau để bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho một trận phản kích quy mô lớn. Bước sang đầu tháng 3, vào ngày mồng 1 tháng 3 năm 1979, trên mặt trận Cao Bằng, Sư đoàn Bộ binh 311 và Trung đoàn Pháo binh 456 của Việt Nam đã được thành lập. Tuyến phòng thủ tiếp theo đã được thiết lập từ cầu Tài Hồ Xìn đến Ngân Sơn, Bắc Cạn. Lúc bấy giờ, các hoạt động vẫn diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh Cao Bằng với sự tham gia đông đảo của lực lượng bộ đội chủ lực. Từ đây, các đơn vị quân chủ lực của Việt Nam bắt đầu tổ chức phòng thủ chắc chắn và tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của đối phương. Sư đoàn 311 với hơn 10.000 quân đã tổ chức lực lượng để chia các đường số 35, con đường tiếp tế của quân địch. Cũng trong ngày mồng 1 tháng 3, Thị trấn Quảng Uyên bị bao vây cô lập bởi các mũi tấn công từ ta lùng, từ thị xã Cao Bằng và trà Lĩnh. Khi lực lượng quân địch cạn kiệt đạn dược và lương thực, cũng như gặp phải thương vong lớn sau gần nửa tháng kháng cự, sở chỉ huy trung đoàn 57 cuối cùng đã hạ lệnh rút lui. Ngoài các lực lượng quân đội đang chiến đấu ở các thị xã, thị trấn, Trung Quốc còn điều động một lực lượng rất hùng hậu, đó là lính sơn quốc chuyên hoạt động trên những vùng núi hiểm trở. Đội quân này được trang bị nhiều vũ khí hiện đại hơn so với bộ binh thông thường, có sức khỏe tốt và khả năng chịu đựng bền bỉ. Họ còn có những kỹ năng đặc biệt như ẩn nấp khéo léo và vượt qua các chướng ngại vật như vách đá, khe suối và thang nước. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1979, một đại đội sơn quốc của Trung Quốc đã thực hiện chiến thuật xâm nhập sâu vào địa bàn nguyên bình, tỉnh Cao Bằng. Sau khi dừng chân trên một ngọn núi đá ở khu vực Ninh Tân, Nguyên Bình, quân Trung Quốc đã dựng lán trại để nghỉ ngơi. Lúc này, một nhóm đặc công Việt Nam, khoảng 10 người thuộc tiểu đoàn đặc công 45, khi đang trinh sát khu vực này, đã phát hiện ra căn cứ tạm nghỉ của quân sơn quốc Trung Quốc. Đến đêm ngày 3 tháng 3, tiểu đoàn đặc công 45 đã huy động một lực lượng khoảng 40 đặc công đột kích vào trại nghỉ của đại đội quân Trung Quốc. Dù đây chỉ là căn cứ tạm thời của chúng, nhưng quân địch vẫn cử một lực lượng thay nhau tuần tra, canh gác quanh láng trại rất nghiêm ngặt. Lực lượng đặc công Việt Nam chia thành 4 mũi, mỗi mũi 10 đặc công, tất cả đều được ngụy trang khéo léo bằng đất, rất khó phát hiện trong bóng tối. Các lực lượng Việt Nam sau đó nhanh chóng phục kích xung quanh láng trại. Đúng lúc 11 giờ 50 phút đêm, toàn đội đã ra hiệu lệnh bắt đầu đột kích hai mũi đặc công đầu tiên tiến về phía sau tám lính Trung Quốc đang canh gác bên ngoài láng trại, sử dụng súng ặc để bắn hạ cả tám lính Trung Quốc ngay lập tức. Tiếng súng vang lên khiến quân Trung Quốc trong láng chạy ra ngoài, mỗi người đều trang bị đầy đủ vũ khí. Tuy nhiên, do đã được huấn luyện bài bản với các kỹ thuật chiến đấu, lực lượng này nhanh chóng ổn định lại đội hình phòng thủ dù bị tấn công bất ngờ. Từ đây, các cuộc đấu súng diễn ra liên tục, hai mũi tấn công còn lại của phía việt nam cũng xông lên sử dụng súng ặc và lựu đạn ném liên tiếp vào quân đội trung quốc phía việt nam đã chiếm ưu thế do đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước trong khi đó quân trung quốc do phải chiến đấu trên địa hình núi cao lại không có ánh sáng hỗ trợ nên đã không thể nhận ra được sự hiện diện của quân việt nam đang ngụy trang bằng đất bất lực quân trung quốc chỉ có thể xả súng liên tục vào không gian xung quanh chỉ sau gần 20 phút bị tấn công, quân Trung Quốc đã phải chịu thương vong rất lớn, lên tới 80 binh sĩ. Hơn 15 binh sĩ còn lại của Trung Quốc rơi vào tình thế bị bao vây. Trước tình thế không có quân tiếp viện, ở giữa rừng núi vây quanh bốn phía, họ không thể phá được vòng vây nên những binh sĩ Trung Quốc còn sống sót đã phải đặt bỏ vũ khí và xin hàng. Phía Việt Nam đã dẫn giải hơn 15 lính này về căn cứ đồng thời thu giữ toàn bộ trang bị vũ khí của năm lính trung quốc trong cuộc chiến này phía việt nam cũng có năm đặc công tử trận và năm đặc công khác bị thương do trúng đạn của quân trung quốc lịch sử đã ghi lại những khoảnh khắc oai hùng và khốc liệt trong cuộc chiến này thể hiện rõ sự dũng cảm và tinh thần quyết tâm của quân đội việt nam trong bối cảnh khó khăn lực lượng việt nam đã biết cách tổ chức và triển khai chiến thuật hợp lý từ đó giành được nhiều thắng lợi đáng tự hào. Điều này không chỉ phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường mà còn cho thấy sự thông minh, sáng tạo trong cách thức tác chiến của quân đội, là minh chứng cho sức mạnh không thể bị khuất phục trước kẻ thù. Sáng ngày 4 tháng 3 năm 1979, sau khi chiếm lĩnh được Cao Bằng, một đội ngũ quân Trung Quốc với khoảng 10.000 lính đã từ thị xã Cao Bằng tiến thẳng theo con đường số 3 hướng về đèo cao bắc gần khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn. Từ đây, có thể coi như quân Trung Quốc đã tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Chiến sự cũng vì thế mà có nguy cơ lan rộng sang các tỉnh khác thuộc khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Hà Nội lúc này đang đối diện với tình cảnh bị đe dọa bởi quân Trung Quốc đông đảo và chúng đang tiếp tục tiến gần hơn. Tuy nhiên, Điều mà quân Trung Quốc không ngờ đến là tại đèo Cao Bắc đang có một lực lượng quân chủ lực Việt Nam đang bảo vệ. Trước đó, vào ngày 24 tháng 2 năm 1979, khi nhận được tin thị xã Cao Bằng bị đe dọa và chắc chắn rằng quân Trung Quốc sẽ sớm tiến sâu hơn, quân đội Việt Nam đã điều động một lực lượng chủ lực gần 8.000 quân đến phòng thủ, sẵn sàng ứng phó với kẻ thù tại đèo Cao Bắc. Tại đây, Quân chủ lực Việt Nam đã bố trí một trận địa và khi xe tăng cùng bộ binh của Trung Quốc tiến đến dưới sự bảo vệ của trời đất, bộ đội Việt Nam từ trên cao đã bất ngờ nã pháo và sử dụng súng phóng lựu B41 để tập kích mạnh mẽ. Trận tập kích ác liệt diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ, sau đó một đội quân chủ lực Việt Nam đã nhanh chóng tấn công từ hai bên sườn, khiến quân Trung Quốc hoảng loạn, rút lui và mất hết đội hình. Chỉ với một trận phục kích của quân Việt Nam, đội quân 10.000 tên của Trung Quốc đã bị tiêu diệt hơn một phần ba con số. Chúng bị quân ta truy kích, bắn đuổi theo hướng rút lui. Quân Việt Nam không đuổi theo vì phía sau vẫn còn quân Trung Quốc. Sau khi bị đánh cho thất kinh, chỉ huy phía Trung Quốc đã điều động thêm khoảng 4.000 quân tiếp viện và ra lệnh cho họ quay lại phản công quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn không thể đạt được thành công nào trước bộ đội chủ lực Việt Nam. Quân tiếp viện Trung Quốc tiếp tục bị tập kích từng tên, vì thế mà bị hạ gục. Tới năm tên thì chết năm, tới 10 thì chết 10. Quân Trung Quốc nhận ra khó khăn nên đành phải rút lui khỏi khu vực đèo Cao Bắc ngay trong ngày, không dám đóng quân ở lại qua đêm. Đến tối ngày 4 tháng 3 năm 1979, sau khi trinh sát, tin báo về cho biết rằng quanh đèo Cao Bắc đã sạch bóng quân Trung Quốc. Trong cuộc chiến tại đèo Cao Bắc, ít nhất đã có hơn 5.000 quân Trung Quốc tử trận. Cùng với đó, năm xe tăng của phía địch cũng bị quân Việt Nam phá hủy thành đống sắt vụn. Tại ngọn đèo này, bộ đội chủ lực Việt Nam tổn thất ước tính khoảng hơn 1.500 quân để đẩy lùi quân Trung Quốc. Tính trên mặt trận cao bằng từ đầu cuộc chiến đến ngày 4 tháng 3 năm 1979. Trung Quốc đã phải gánh chịu tổng cộng hơn 20.000 binh sĩ thương vong trong tổng số 176.000 quân tham chiến, trong đó có ít nhất 9.000 binh sĩ tử trận, còn lại là bị thương hoặc mất tích. Ngoài ra, hơn 100 xe tăng thiết giáp và hàng chục xe quân sự đã bị phá hủy. Về phía Việt Nam, trong hơn 73.000 quân tham chiến tại Cao Bằng, số bộ đội thương vong đã lên đến 11.000 người điều này chưa tính đến hàng nghìn bộ đội địa phương và hàng nghìn dân thường bị thiệt mạng trong các cuộc tàn sát của quân trung quốc cuộc chiến tại đèo cao bắc không chỉ thể hiện sự quyết tâm lòng dũng cảm của bộ đội việt nam mà còn phản ánh tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu kiên cường của quân đội việt nam đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ đất nước những thiệt hại nặng nề mà quân trung quốc phải gánh chịu cho thấy sự thất bại trong chiến lược của họ Đồng thời, những tổn thất của Việt Nam cũng là điều đáng tiếc, phản ánh sự khốc liệt của cuộc chiến tranh. Tối ngày 4 tháng 3 năm 1919, nhằm báo thù cho đồng đội cùng người dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 đã triệu tập, thông qua và khởi động việc triển khai kế hoạch mở rộng chiến dịch phản công trên tất cả các mặt trận. Trong đó, những đơn vị quân đội đang chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng được lệnh vừa tham gia chiến đấu vừa củng cố lực lượng để hỗ trợ các lực lượng tiếp viện đến Cao Bằng. Đoàn bay 919 đã sử dụng các máy bay vận tải, thực hiện nhiều chuyến bay thả dù, tiếp tế cho lực lượng vũ trang Việt Nam tại nhiều khu vực ở Cao Bằng như xã Canh Tân, xã Minh Khai và huyện Thạch An. Lúc này, một số đơn vị thuộc quân đoàn 2 như Trung đoàn Bộ binh 304, Trung đoàn Phòng binh 164, và trung đoàn phòng 0673 cũng đang di chuyển nhanh chóng ngày đêm và đã có mặt tại các mặt trận các tỉnh biên giới phía Bắc. Tất cả chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc phản công quyết liệt. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, trong khi những cuộc tấn công khốc liệt vẫn đang diễn ra trên hai mặt trận Lạng Sơn và Cao Bằng, thì cũng trong ngày này, Trung Quốc tiếp tục triển khai đồng thời bốn mũi tấn công quan trọng khác vào lãnh thổ Việt Nam. Hướng thứ nhất là Hoàng Nguyên Sơn, tức hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái ngày nay. Hướng thứ hai là Lai Châu. Hướng thứ ba là Hà Tuyên, tức hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang ngày nay. Và hướng thứ tư là Quảng Ninh. Trong tổng số 600 miền quân mà Trung Quốc huy động cho toàn bộ cuộc chiến tại Việt Nam, thì ở các mặt trận Lai Châu, Hoàng Nguyên Sơn, Hà Tuyên và Quảng Ninh đã có tới 240.000 quân Trung Quốc tham chiến. Ngược lại, phía Việt Nam cũng điều động hơn 100.000 quân để phòng thủ tại bốn mặt trận nói trên trong suốt quá trình xung đột. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, tại mặt trận Hoàng Nguyên Sơn, 90.000 quân Trung Quốc đã chia làm hai trục tấn công chính vào lãnh thổ Việt Nam. Trục thứ nhất gồm 40.000 quân tấn công vào bản vực Quang Kim, từ đó đi theo duyên hải nhằm chiếm thị xã Lào Cai và thị trấn Cam Đường, đồng thời tỏa ra nhiều hướng đánh chiếm Sapa và song song tiến sâu xuống Bảo Thắng. Trục thứ hai gồm khoảng 50.000 quân Trung Quốc tạo thành mũi tấn công mạnh mẽ vào Mường Khơ, Nga Lốc di chuyển xuống bản Việt, kết hợp với trục thứ nhất áp sát chiếm toàn bộ thị xã Lào Cai và các vùng lân cận. Quân đội Trung Quốc trên cả hai trục tấn công đều được hỗ trợ bởi xe tăng, xe thiết giáp cùng nhiều loại phương tiện quân sự khác. Nhờ có ưu thế vượt trội về hỏa lực, dù hai trung đoàn bộ binh phía Việt Nam là 192 và 254 của ban chỉ huy quân sự tỉnh Hoàng Nguyên Sơn, cùng với lực lượng công an, vũ trang và dân quân tự vệ đã tổ chức đánh trả quyết liệt. Tuy nhiên, đến trưa ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc vẫn chiếm được toàn bộ cánh đồng quan kim, bản vượt, kiểm soát hoàn toàn khu vực bát sát và tiến hành bao vây thị xã Lào Cai. Các đơn vị của Việt Nam do chịu tổn thất nên buộc phải lùi về phía sau để tổ chức phòng ngự. Việc chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng đã chứng tỏ sự quyết tâm và lòng dũng cảm kiên cường của quân đội Việt Nam. Mặc dù phải đối mặt với sức mạnh quân sự vượt trội của Trung Quốc, nhưng các lực lượng việt nam vẫn tổ chức kháng cự mạnh mẽ và có những hành động phản công quyết liệt sự chuẩn bị chu đáo và kịp thời của các đơn vị chiến đấu cùng sự hỗ trợ từ lực lượng tiếp viện đã góp phần quan trọng trong việc duy trì sức mạnh cho mặt trận này qua đó có thể thấy rằng cuộc chiến không chỉ là cuộc chiến về quân sự mà còn là cuộc chiến của ý chí và tinh thần đoàn kết tình yêu quê hương đất nước của những người lính việt nam vào buổi trưa ngày 17 tháng 2 năm 1979, tại trục thứ hai hướng Mường Khương, Trung Quốc đã triển khai pháo tầm xa bắn dữ dội vào các trận địa phòng ngự của Việt Nam, rồi sau đó cho bộ binh sông lên. Một cuộc giao tranh tàn khốc đã bùng nổ trên khắp tuyến biên giới Mường Khương. Chiến thuật biển người của Trung Quốc thực sự rất đáng sợ. Cứ sau khi pháo binh và xe tăng yểm trợ, bộ binh lại lao lên. Tuy nhiên, ngay khi bộ binh đã tiến lên hết, Pháo binh và xe tăng lại chuyển sang bắn sau lưng bộ binh của chính mình. Điều này đã buộc quân lính Trung Quốc chỉ có thể tiến lên, không thể lùi bước. Cuộc chiến trong giai đoạn đầu cũng vì thế mà cực kỳ khốc liệt. Quân Việt Nam bắn hạ bao nhiêu quân địch thì quân Trung Quốc lại xông lên bấy nhiêu. Thậm chí, phía ta thậm chí không cần bắn giỏi vẫn tiêu diệt được lính Trung Quốc. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã chiếm được bản phiệt áp sát thị xã Lào Cai. Đến ngày 19 tháng 2 năm 1979, với hỏa lực mạnh mẽ cùng quân số áp đảo, quân Trung Quốc cuối cùng đã chiếm lĩnh thị xã Lào Cai. Trận đánh trên trục thứ hai từ Mường Khương vào thật sự khốc liệt. Nó đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 bộ đội Việt Nam. Chỉ còn lại một số ít người may mắn sống sót nhờ kịp thời men theo các đường hầm bí mật trong đồn, rút lui vào những ngọn núi cao lân cận khu vực xung quanh. Sau khi chiếm được thị xã Lào Cai, quân Trung Quốc không dừng lại mà tiếp tục hành quân nhắm tới Sapa, nơi đang đối mặt với nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng. Bộ Tư lệnh Quân Khu 2 của Việt Nam đã ra lệnh cho Sư đoàn Bộ binh 316 cơ động lên tổ chức trận địa phòng ngự ở khu vực Sapa. Để đánh chiếm Sapa, Trung Quốc thực hiện chiến thuật phân tán quân. Chúng chia thành hai mũi hành quân, hướng thứ nhất từ cốc sàn đánh thẳng vào Sapa và hướng thứ hai từ quan kim đánh vào đèo ô quy hổ nhằm đánh lạc hướng quân ta lực lượng của trung quốc từ hướng này sẽ tiếp tục chia thành hai nhánh một nhánh sẽ hợp lực với nhánh cốc sàng để tấn công vào sapa còn nhánh kia sẽ hướng về lai châu để tấn công vào bình lược ngày 22 tháng 2 năm 1979, một lực lượng quân Trung Quốc khoảng 5.000 người từ Quang Kim bắt đầu thẳng tiến theo đường số 8, quốc lộ 4D hướng về phía đèo Ô Quy Hổ. Dù đã có một kế hoạch hoàn hảo, nhưng vào thời điểm này, phía Trung Quốc không ngờ rằng một ngày trước, quân đội Việt Nam đã điều động một lực lượng chủ lực thuộc Sư đoàn 316 với khoảng 4.000 quân đến phòng thủ tại đây. Khi quân Trung Quốc đang lầm lũi hành quân dưới đèo Ô Quy Hổ, Bộ đội Việt Nam từ trên cao đã bất ngờ nã pháo và sử dụng B-41 xuống lực lượng của chúng. Sau khi pháo kích làm rối loạn đội hình quân địch, bộ đội chủ lực Việt Nam đã xung phong từ hai bên sườn, khiến quân Trung Quốc hoảng loạn, bỏ chạy và tan rã đội hình. Quân số của chúng thiệt hại hơn một nửa, khiến chúng sợ hãi rút lui và cầu cứu viện binh. Sau khi nhận được viện binh khoảng 2.000 quân, lực lượng này ổn định và quay trở lại phản công quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, Do đèo Ô Quy Hổ có nhiều cung đường hiểm trở và độ dốc lớn nhất ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, đến hết ngày 25 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc vẫn không thể vượt qua con đèo này để tiến vào khu vực Lai Châu như kế hoạch đã định. Dưới những trận pháo kích tầm xa của phía Việt Nam, 3.000 quân Trung Quốc đã phải nằm phơi thay dưới đèo Ô Quy Hổ. Do tổn thất quá lớn, các lực lượng còn lại đã buộc phải tập trung để chuẩn bị cho một trận đánh mới vào Sapa. Ngày 25 tháng 2 năm 1979, hai cánh quân Trung Quốc đã gặp nhau và tiến sâu vào nội địa tỉnh Hoàng Niên Sơn. Chúng đã chiếm được cam đường không lâu sau đó. Đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc đã tiến xuống khu vực Bảo Thắng, chiếm được Bến Đèn và Vô Lưu. Ngày 11 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc cũng đã chiếm lĩnh thị trấn Sapa trận chiến này không chỉ thể hiện sức mạnh quân sự của trung quốc mà còn cho thấy sự quyết tâm của quân đội việt nam trong việc bảo vệ tổ quốc mặc dù đối mặt với những khó khăn và tổn thất nặng nề quân đội việt nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường những chiến thuật và chiến lược của hai bên cho thấy sự quyết liệt trong cuộc chiến này đặc biệt là việc trung quốc đã tận dụng ưu thế hỏa lực và quân số tuy nhiên sự bất ngờ và khéo léo trong ứng phó của quân đội Việt Nam cũng đã tạo ra những kết quả đáng kể, cho thấy rằng tinh thần và sự quyết tâm có thể là yếu tố quyết định trong các cuộc xung đột quân sự. Tuy nhiên, tính đến ngày 4 tháng 3 năm 1979 tại mặt trận Lào Cai, Hoàng Niên Sơn, Phía Trung Quốc đã chịu tổn thất lên tới hơn 9.400 quân, trong đó có khoảng 4.000 lính tử trận. Lai Châu, cũng vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, tại mặt trận Lai Châu, Trung Quốc đã điều động thêm một lực lượng khoảng 50.000 quân, có xe tăng và pháo binh hỗ trợ. Chúng chia thành nhiều mũi tiến vào các điểm xì lê lầu, ba nậm cúng, nậm xe, hồng tạo, nhằm chiếm lĩnh nốt thị trấn phong thổ. Cũng tại những khu vực đó, Việt Nam đã bố trí hơn 20.000 bộ đội trong toàn bộ cuộc chiến. Vào thời điểm quân Trung Quốc tấn công, Đồn biên phòng Xì Lê Lầu Do nằm ngay sát đường biên giới đã trở thành mục tiêu bị công kích đầu tiên. Giống như cách đánh ở những nơi khác, pháo binh và xe tăng Trung Quốc đã tiến công trước, lực lượng bộ binh theo sau. Cuộc chiến kéo dài đến 23 giờ tối ngày 17 tháng 2 năm 1979, đồn Xì Lê Lầu đã bị Trung Quốc chiếm đóng. Trong số 120 bộ đội và dân quân trú đóng tại đây, hơn một nửa đã tử trận số còn lại phải rút về rào sàn, cách đó khoảng 50 km. Sau trận đánh thành công, quân Trung Quốc tiếp tục tiến quân sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Trên hướng phong thổ, khi đi qua rào sàn, quân Trung Quốc đã quyết định đóng trại và tạm nghỉ tại đây. Ngay trong đêm đó, đêm ngày 18 tháng 2 năm 1979, lực lượng phía Việt Nam với quân số khoảng 150 bộ đội đã tổ chức một cuộc tập kích vào khu vực quân Trung Quốc dừng nghỉ. Bộ đội ta đã dốc toàn lực ném lựu đạn, bom, đồng thời xả súng liên tiếp vào khu vực có quân Trung Quốc. Cuộc tập kích diễn ra ác liệt trong suốt 2 giờ đồng hồ đã khiến khoảng 200 quân địch tử thương. Tuy nhiên, do số lượng đông đảo, lớp trước bị bắn thì lớp sau nhanh chóng ổn định lại đội hình. Chúng liền quay sang phản công Việt Nam khiến ta chịu tổn thất ít nhất 50 bộ đội tử trận cùng hàng trăm người khác bị thương. Quân Việt Nam sau đó đã rút vào rừng để chờ cơ hội. Sau cuộc tập kích, quân Trung Quốc trở nên cảnh giác cao độ. Chúng nhanh chóng thu dọn tư trang và gấp rút lên đường hướng về thị trấn phong thổ. Song song với hướng tấn công này, ở hướng Tây Bắc vào bà nậm cúng, chỉ trong sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã tiến vào nậm cấy, nơi có đồn công an vũ trang nhân dân đóng. Với phương châm một tức không đi, một ly không rời, công an nhân dân vũ trang số 33 phối hợp với tiểu đoàn 64, trung đoàn 741 thuộc sư đoàn 326 để đánh trả quân xâm lược. Sáng ngày 18 tháng 2 năm 1979, do bị bộ đội phía Việt Nam làm cho lúng túng, Trung Quốc đã cho pháo binh tiến lên trước, bắn phá ác liệt tại một mũi tiến công khác, quân Trung Quốc cũng đã tiến vào Mali Phâu, chiếm được Hoàng Thèn, tới Khổng Lào, Ba So và Mường So. Với ưu thế đông đảo, Trung Quốc đã thành công khi phía Việt Nam bắn hết đạn mà vẫn không thể ngăn bước chúng. Tuy nhiên, cũng trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn đặc công 41 khi đang hoạt động ở khu vực Nậm Xe đã cử 12 đặc công vượt sông Nậm Lung tập kích quân Trung Quốc ở khu vực Khổng Lào nơi đang có hai tiểu đoàn quân Trung Quốc với khoảng 1.000 quân chiếm đóng. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, 12 đặc công của tiểu đoàn 41 khi đến được bờ đông sông Nậm Lung đã bí mật bơi qua sông, áp sát bờ bên kia của dòng sông tiến vào bản khổng Lào. Đúng 23 giờ đêm ngày 18 tháng 2 năm 1979, 12 đặc công chia thành hai mũi tiến vào bản khổng Lào mũi thứ nhất tiếp cận nhóm lính gác Trung Quốc ở đầu bảng, sử dụng súng ặc để bắn hạ chúng. Hai mũi tiếp tục xâm nhập vào bảng, ném lựu đạn, khiến lính Trung Quốc hoảng loạn. Quân địch do bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay nên đã chịu thương vong gần khoảng 150 lính. Sau khoảng 25 phút tập kích, phía Việt Nam cũng có 3 bộ đội tử trận, chính đặc công còn lại đã rút về các ruộng lúa để di chuyển vào rừng. Chiến dịch thành công một phần cũng do Trung Quốc không thể ngờ rằng khu vực này có sự hiện diện của đặc công Việt Nam. Bởi trước đó, khi đi từ biên giới vào tới Khổng Lào, Trung Quốc chỉ gặp dân quân du kích và sau khi đẩy lui quân ta, chúng đã cho rằng khu vực này chỉ còn lại những dân quân địa phương. Ở phía đông bắc, Trung Quốc cũng vượt biên giới và rất nhanh đã chiếm được khu vực nậm xe. Tuy nhiên, với khả năng chiến đấu du kích của quân Việt Nam, Cuộc chiến đã kéo dài thêm nhiều ngày, làm hao mòn sức chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Các mũi tấn công của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, nhưng phải đến ngày 14 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc mới chiếm được thị trấn Phong Thổ của Việt Nam. Bộ đội Việt Nam đã chiến đấu rất hiệu quả với nhiều chiến thuật thọc sâu bất ngờ, khiến quân Trung Quốc hoảng sợ không kịp trở tay. Tính riêng tại mặt trận Lai Châu, với tổng số 50.000 quân được huy động, Trung Quốc đã chịu tổn thất lên tới 5.200 thương vong, trong đó có hơn 2.000 quân từ trận. Về phía Việt Nam, cũng đã có hơn 3.000 bộ đội thương vong trong tổng số hơn 20.000 quân tham chiến, chưa kể hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dân thường đã bị tàn sát. Các đợt phản công dai dẳng bất ngờ từ phía Việt Nam cuối cùng đã khiến Trung Quốc không thể tiến nhanh theo kế hoạch để hội quân về hướng Hoàng Linh Sơn. Hà Tuyên, tức địa phận hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang ngày nay, khi đó được ví như một thao trường rèn luyện quân đội, huấn luyện chiến thuật và thử nghiệm vũ khí của quân Trung Quốc. Do khu vực này nằm ở vị trí cao nhất phía bắc Việt Nam, cả ba hướng đông, tây và bắc đều dẫn quân Trung Quốc vào, nên Hà Tuyên là địa điểm hứng chịu nhiều đạn pháo của chúng nhất. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, phía Trung Quốc đã huy động khoảng 42.000 quân chia thành ba mũi tiến công vào các khu vực Thanh Thủy, Đồng Văn và Mèo Vạc. Trong toàn cuộc chiến trên mặt trận này, Việt Nam đã điều động khoảng 17.500 quân để chiến đấu. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc huy động bộ binh và pháo binh hỗ trợ, mở cuộc tấn công vào các chốt dân quân tự vệ của Việt Nam. Bộ đội Việt Nam kiên quyết phản công các đợt tấn công, kéo dài trận chiến suốt hơn 2 tuần làm cho quân Trung Quốc hao mòn về cả thể lực và tinh thần chiến đấu. Trong tổng số 42.000 quân tiến vào Hà Tuyên, đã có khoảng 4.400 quân Trung Quốc chịu thương vong, trong đó có hơn 1.000 lính tử trận, rất nhiều trong số đó nằm lại bên đường. Cuộc chiến kéo dài cho đến hết ngày 13 tháng 3 năm 1979, khi quân Trung Quốc quyết định rút lui khỏi thị trấn Phong Thổ do không thực hiện được ý đồ chiếm đóng lâu dài. Với hơn 150 bộ đội, Trung Quốc rút về từ Lào Cai và phải khôi phục lại đường biên giới như trước. Từ tháng 3 năm 1979, cuộc chiến trên các mặt trận Lào Cai, Lai Châu, Hà Tuyên đã kết thúc, tuy nhiên hậu quả vẫn còn kéo dài mãi về sau. Sang năm 1979, biên giới Việt Trung lại lâm vào tình cảnh xung đột, với các vụ bắn giết liên tiếp dù số lượng quân đội được huy động đã giảm xuống nhưng không khí chiến tranh vẫn bao trùm, hàng trăm ngàn bộ đội được tăng cường lên đường biên giới. Hàng năm, vụ mùa thu hoạch trong những tháng cuối năm chỉ được phép diễn ra trong 3 tháng. Mùa vụ khác như trồng cây thuốc, ngô, khoai và lúa phải rời lại cho những năm sau. Về phía Việt Nam, do thất bại lớn trong cuộc chiến kéo dài, đã không còn thời gian để phục hồi sức mạnh quốc phòng điều này làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn đặc biệt trước những bất ổn từ trung quốc việt nam đã phải cử quân đi bảo vệ biên giới những cuộc tấn công bất ngờ trong thời gian này từ phía trung quốc diễn ra ở cả ba mặt trận và kéo dài đến tận bây giờ cuộc chiến diễn ra một cách ác liệt với quy mô lớn gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên đối với quân trung quốc dù chỉ là những cuộc tấn công không chính thức nhưng đều gây khó khăn cho công việc phục hồi quốc phòng của việt nam về phía việt nam quân đội đã kịp thời tiếp nhận yêu cầu khắc phục thiệt hại từ các cuộc tấn công nhanh chóng tái lập lại các đồn trạm đảm bảo giữ vững an ninh cho nhân dân cuộc chiến ở khu vực này đã lôi cuốn nhiều đơn vị trong quân đội việt nam tham chiến không chỉ để bảo vệ biên giới mà còn để ngăn chặn những cuộc xung đột chỉ trong vòng chưa đầy một năm quân đội Việt Nam đã đưa khoảng 100.000 quân tới bảo vệ biên giới. Tình hình trở nên cấp bách hơn khi lực lượng Trung Quốc vẫn tiếp tục lớn sâu vào các khu vực phía Bắc Việt Nam. Dù chỉ trải qua một thời gian ngắn nhưng các đợt tấn công từ phía quân Trung Quốc đã khiến cho đời sống dân sinh trở nên tồi tệ. Hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ quê hương của mình. Trước tình thế như vậy, quân đội Việt Nam đã nhanh chóng phản ứng lại với những yêu cầu khắc phục tổ chức lại quân đội và củng cố lực lượng bảo vệ biên giới đến nay cuộc xung đột giữa hai bên đã tạm thời lắng xuống nhưng những cuộc chiến giữa quân đội hai nước vẫn chưa hề kết thúc hệ quả để lại từ những cuộc xung đột này đã khiến cho không khí chiến tranh bao trùm lên đất nước việt nam suốt một thời gian dài đến nay với tình hình quốc tế đang dần chuyển biến cuộc chiến ở biên giới việt trung đã lùi xa vào quá khứ Tuy nhiên nó vẫn còn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân tại các khu vực biên giới. Sự xung đột này đã trở thành một phần trong lịch sử dân tộc Việt Nam và cũng là một trong những dấu ấn không thể quên trong lòng người dân Việt Nam. Quảng Ninh Tại chiến trường Quảng Ninh, vào lúc 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động khoảng 60.000 quân, chia thành hai mũi tấn công chính. Một mũi tiến công vào tháng phún ở Bóng Cái còn một mũi khác nhắm vào Cao Ba Lanh ở Bình Liêu. Khoảng 25.000 quân đội Việt Nam tại Quảng Ninh cũng đã được huy động để tham gia vào cuộc chiến toàn diện này. Trong thời điểm này, tại đồn biên phòng Bo Hèn, ba tiểu đoàn quân Trung Quốc được hỗ trợ bởi pháo và xe tăng đã tràn qua biên giới, hình thành thế bao vây nhằm tiêu diệt đồn biên phòng Bo Hèn. Sau những đợt khai hỏa đầu tiên, quân Trung Quốc tiếp tục phát động các đợt tấn công bất ngờ kết hợp với xe tăng để chiếm giữ đồn bo hèn. Do sự chênh lệch lực lượng quá lớn, quân Trung Quốc đã nhanh chóng chiếm được đồn biên phòng bo hèn sau nhiều giờ giao tranh ác liệt. Trong số 45 quân nhân tại đồn, do chiến đấu kiên cường, chỉ còn khoảng 9 người sống sót. Tuy nhiên, các đơn vị quân đội Việt Nam ở các khu vực khác như Bình Liêu, Bóng Cái và Tình Yên đã nhanh chóng lật ngược thế trận đánh tan hàng chục đợt tấn công của quân đối phương và giữ vững được địa bàn. Trong số 60.000 quân Trung Quốc được điều động vào mặt trận Quảng Ninh, đã có khoảng 6.300 thương vong, trong đó khoảng 2.600 lính đã tử trận. Về phía Việt Nam, trong số 25.000 quân, chúng ta cũng đã phải đối mặt với ít nhất 3.700 thương vong. Sau những trận đánh khốc liệt tại Quảng Ninh, phía Trung Quốc do không đạt được mục tiêu đề ra đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề, cùng với các mũi tấn công đã bị quân Việt Nam chặn đứng. Đồng thời, các chỉ huy quân đội Trung Quốc trên chiến trường cũng báo cáo rằng họ nhận thấy sự hiện diện ngày càng nhiều của những sư đoàn chủ lực từ phía Việt Nam. Vì vậy, vào ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc bất ngờ tuyên bố mạnh mẽ rằng họ đã đạt được mục tiêu đề ra là đã dạy cho Việt Nam một bài học xứng đáng cùng với đó là tuyên bố rút quân trên tất cả các hướng tuy nhiên trong quá trình rút quân do tức giận vì những lần thất bại trước quân đội việt nam lính trung quốc đã trút giận lên những thường dân vô tội trên suốt con đường về làng mạc nhà cửa trở nên tàn tạ sau những trận đập phá của quân trung quốc cũng chính vì lý do đó mà quân đội việt nam đã tiếp tục triển khai một chiến dịch truy kích nhằm dạy cho quân trung quốc thêm một bài học nữa về chiến tranh khi lính Trung Quốc trở về, mặc dù tất cả đều được nhân dân trong nước đón nhận như những vị anh hùng dân tộc, nhưng Đặng Tử Bình lại rất không hài lòng. Trong cuộc hội nghị quân chính ngày 16 tháng 3 năm 1979, Đặng Tử Bình đã phát biểu một cách gay gắt rằng, lần này, vũ khí và quân số đều gấp mấy lần Việt Nam. Chiến đấu ở Cao Bằng ít nhất là 5 đánh 1, 6 đánh 1. Tương tự ở Lạng Sơn và Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí có nơi là 6 đánh 1, 7 đánh 1, nhưng thương vong của chúng ta gấp 4 lần so với Việt Nam. Lịch sử của chúng ta đã bị hủy diệt. Không nằm ngoài dự đoán của các lãnh đạo Trung Quốc khi bắt đầu cuộc chiến với Việt Nam. Sau cuộc đại cách mạng văn hóa, tinh thần của người Trung Quốc đã trở nên rất kiệt quệ. Chính vì vậy, khi xảy ra xung đột, Trung Quốc đã phải sử dụng chiến thuật biển người, thậm chí là các đứt đường lui không cho bộ binh có đường rút nhưng cuối cùng các lãnh đạo trung quốc vẫn rất thất vọng trước kết quả tại việt nam cuộc tiến quân vào sâu trong lãnh thổ việt nam đã kéo dài quá lâu và gây ra nhiều tổn thất hơn so với dự kiến ban đầu làm hình ảnh quân trung quốc yếu đi trong mắt bạn bè quốc tế bên cạnh những diễn biến chiến tranh khốc liệt những con số thương vong cho thấy sự tàn khốc của cuộc chiến đã gây nên nỗi đau không thể xóa nhòa cho cả hai bên sự hy sinh của các chiến sĩ việt nam trong bối cảnh chênh lệch lực lượng và trang bị cho thấy tinh thần quyết tâm bảo vệ tổ quốc vô cùng kiên cường tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng cuộc chiến không chỉ đơn thuần là các con số thương vong mà còn là những hệ lụy lâu dài cho cả dân tộc hình ảnh quân đội trung quốc ra về trong thất bại không chỉ khiến tinh thần quân đội họ giảm sút mà còn làm xấu đi hình ảnh của quốc gia họ trên trường quốc tế Cuộc xung đột này đã để lại những vết thương khó phai cho cả hai dân tộc và là một bài học về giá trị của hòa bình và sự đoàn kết. Xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả. Sau những đợt tấn công tàn khốc của quân đội Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, Quân Trung Quốc đã gần như chiếm lĩnh được tất cả các vị trí chiến lược quan trọng trên địa bàn của 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, bao gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hoàng Ninh Sơn, Hà Tuyên và Quảng Ninh. Thời điểm này, tuy con đường vào Hà Nội của quân Trung Quốc đã rất gần, nhưng vào ngày 5 tháng 3 năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã đưa ra một quyết định khôn ngoan là rút quân về nước. Lý do cho quyết định này là tại Hà Nội Việt Nam đã bố trí hơn 5 đơn vị chính quy tại khu vực sông Hồng sẵn sàng đón lỏng và tiêu diệt quân Trung Quốc. Nếu tiến vào, thiệt hại về nhân mạng sẽ là rất lớn. Đồng thời, các quân đoàn chủ lực của Việt Nam như quân đoàn 2 đã từ Campuchia trở về đến Lạng Sơn, với toàn bộ lực lượng được đưa lên biên giới phía Bắc, bao gồm các đơn vị pháo binh, tăng thiết giáp và đặc biệt là lực lượng không quân mà Trung Quốc không có. Những lực lượng này đã được huy động bổ sung, sẵn sàng tham gia vào một trận đánh hiệp đồng binh chủng nhằm dạy cho quân Trung Quốc một bài học đáng nhớ. Hơn nữa, Việt Nam cũng đã phát động một lệnh tổng động viên toàn quốc, chuẩn bị cho một cuộc chiến thật lớn với quân Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình, vì không muốn bị xa lầy vào cuộc chiến lớn với Việt Nam, đã quyết định vào ngày 5 tháng 3 năm 1979 rằng Bắc Kinh sẽ tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh tại Việt Nam. Quân đội Trung Quốc tự tin tuyên bố đã giành chiến thắng và đã dạy cho Việt Nam một bài học, sau đó bắt đầu rút quân. Sau 29 ngày tấn công liên tục, quân Trung Quốc chính thức rút về và bỏ lại rất nhiều thi thể đồng đội chất đống trên lãnh thổ Việt Nam. Trong những trận chiến ác liệt tại biên giới với dân quân địa phương, lực lượng công an vũ trang nhân dân và dân thường Việt Nam, số lượng lính Trung Quốc chết lại nhiều đến mức mà sau này khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, nhà cầm quyền của họ vẫn không thể chuyển hết về nước, chỉ còn cách chất đống và hỏa thiêu hàng loạt. Khi Trung Quốc tuyên bố rút quân vào ngày 6 tháng 3 năm 1979, ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra chỉ thị số 69, nhận định về tình hình và đưa ra chủ trương trong bối cảnh Trung Quốc công bố rút quân. Chỉ thị này nhấn mạnh rằng trong khi đồng ý cho địch rút quân, chúng ta vẫn phải nâng cao cảnh giác tăng cường quốc phòng và sẵn sàng giáng trả địch một cách thích đáng nếu chúng lật lọng trở lại xâm lược nước ta lần nữa không được một chút mơ hồ nào về âm mưu cơ bản của trung quốc là thôn tính nước ta và khuất phục nhân dân ta chúng ta phải luôn sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ tổ quốc tiêu diệt bọn xâm lược nâng cao chính nghĩa của mình bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc đồng thời xây dựng mặt trận nhân dân để thế giới ủng hộ và bảo vệ Việt Nam. Ngày 7 tháng 3 năm 1979, Việt Nam tuyên bố rằng với thiện chí hòa bình sẽ cho phép Trung Quốc rút quân. Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định dừng chiến dịch phản công. Cũng trong ngày 6 tháng 3 năm 1979, trên mặt trận Lạng Sơn, quân Trung Quốc bắt đầu rút về phía Bắc sông Kỳ Cùng. Nhưng mặc dù Trung Quốc tuyên bố rút quân Chiến sự vẫn tiếp diễn ở rất nhiều nơi, trong đó có hàng trăm vụ tàn sát những thường dân vô tội Việt Nam. Một ví dụ điển hình là vụ tàn sát vào ngày 9 tháng 3 năm 1979 tại làng Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, khiến 43 người thiệt mạng. Trong thời gian chuẩn bị rút quân, quân Trung Quốc còn có những hành động phá hoại có hệ thống đối với các công trình xây dựng tại các tỉnh Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng hà tuyên và quảng ninh riêng tại thị xã cao bằng quần trung quốc đã sử dụng thuốc nổ để phá sập bất kỳ công trình nào lọt vào tầm ngắm từ công sở đến bưu điện từ bệnh viện đến trường học từ chợ đến cầu tại đồng đăng quần trung quốc đã lấy đi tất cả những gì có thể mang theo từ xe đạp cho đến thanh dây tàu hỏa còn những thứ không thể mang đi thì bị phá hoại không thương tiếc trong những sự kiện này Chúng ta thấy rõ sự tàn bạo và quyết liệt của quân Trung Quốc khi tiến công vào Việt Nam. Những hành động tàn phá không chỉ thể hiện bản chất của cuộc chiến mà còn cho thấy sự thiếu trách nhiệm với những gì đã gây ra cho dân tộc khác. Chính phủ Việt Nam, dù phải đối mặt với những tổn thất nặng nề, vẫn kiên quyết duy trì lập trường bảo vệ lãnh thổ và nhân dân, không để kẻ thù lớn ác Bài học từ những năm tháng đau thương này không chỉ giúp Việt Nam củng cố sức mạnh quân sự mà còn tạo nên một tinh thần đoàn kết cao độ trong nhân dân, góp phần vào sự hình thành một thế giới hòa bình hơn trong tương lai. Tại thị xã Cam Đường, nằm bên bờ sông Hồng và cách biên giới khoảng 10 km, bên cạnh việc phá hủy hoàn toàn thị xã, quân Trung Quốc còn thực hiện việc đốt cháy cả mỏ apatit Đáng chú ý là nhiều công trình như đường xá và cầu cống mà chính quân đội Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam xây dựng khi hai bên còn khăng khít. Chính họ, tay cầm những nhát búa, đã tàn phá các công trình từng là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Người ta thường nói rằng quân Trung Quốc hành quân như một cơn lũ cuốn trôi mọi thứ, không khác gì một cuộc tàn sát kinh hoàng. Vào ngày 7 tháng 3 năm 1979, để nhanh chóng hộ tống đội quân này về nước. Một số đơn vị của hai xe đoàn 337 và 338 của Việt Nam với quân số khoảng 10.000 quân đã phối hợp tổ chức phản công đánh quân Trung Quốc khi đối phương rút lui qua ngã Chi Ma và nhiều địa điểm khác ở Lạng Sơn. Quân Trung Quốc bất ngờ bị phía Việt Nam tập kích, chịu tổn thất nặng nề và thương vong lớn. Bộ đội Việt Nam còn phá hủy hàng loạt các phương tiện chiến tranh như xe tăng và xe quân sự. Cuộc tấn công này đã khiến quân Trung Quốc phải rút lui nhanh chóng tại nhiều khu vực ở Lạng Sơn, không dám nán lại lâu để quấy phá. Cũng trong ngày 7 tháng 3 năm 1979, trên mặt trận Cao Bảo, quân Trung Quốc bắt đầu rút lui khỏi các khu vực Thông Nông và Trà Lĩnh. Trong lúc rút lui, quân đối phương đã tiến hành tàn phá các khu vực nằm trên con đường di chuyển. Trước tình hình này, Bộ Tư lệnh Việt Nam đã hạ lệnh phản công sử dụng pháo binh để bắn phá vào đội hình hành quân cũng như các điểm tập kết của quân Trung Quốc. Quân Trung Quốc lại một lần nữa hoảng sợ và phải rút chạy, bỏ lại nhiều vũ khí. Cũng trong ngày 7 tháng 3 năm 1979, trên mặt trận Hà Tuyên, khi quân Trung Quốc đang rút lui, chúng đã tập kích vào chốt 1902, khu vực Di Thàng, nơi có khoảng 100 bộ đội Việt Nam đang chấn giữ. Quân Trung Quốc đã bắn một lượng đạn lớn vào chốt này nhằm thực hiện âm mưu tận diệt khi quân ta còn ở trên đất Việt Nam. Tuy nhiên, do lực lượng bộ đội Việt Nam tại đây quá mỏng, quân Trung Quốc đã nhanh chóng chiếm được chốt và tiến hành đốt phá trước khi rút quân. Hầu hết bộ đội Việt Nam tại chốt đều bị thiệt mạng, chỉ còn lại khoảng 20 người may mắn thoát được. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1979, tại Nguyên Bình, cao bằng một đại đội chủ lực của Trung Quốc đã bị lực lượng địa phương của Việt Nam chặn đứng, buộc phải hạ súng và đầu hàng vô điều kiện. Ngày 15 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc rút lui khỏi thị xã Cao Bằng và huyện Hòa An. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc rút khỏi Trung Khánh, Quảng Hòa và Thạch An. Ngày 17 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc rút khỏi trà lĩnh Ngày 18 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc rút khỏi Hà Quảng và Thông Nông. Cũng trong ngày 10 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành việc rút quân khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy từ sau ngày 18 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc vẫn chiếm đóng trái phép một số điểm cao ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Tuyên của Việt Nam. Ở một số nơi Trung Quốc còn tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam từ vài trăm mét đến vài km, thường xuyên gây ra xung đột vũ trang, làm tình hình hai nước căng thẳng kéo dài đến năm 1991. Nhiều cột mốc biên giới cũng bị quân Trung Quốc phá hủy, gây khó khăn trong việc xác định biên giới giữa hai nước trong tương lai. Sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng biên giới cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng suốt nhiều năm sau trận chiến việc tái thiết nền kinh tế miền bắc gặp nhiều khó khăn người dân luôn trong trạng thái lo lắng không biết bao giờ quân trung quốc sẽ trở lại và khi chúng trở lại nhà cửa của họ sẽ ra sao những sự kiện diễn ra trong giai đoạn này không chỉ phản ánh cuộc xung đột khốc liệt giữa hai nước mà còn để lại nhiều bài học quý giá về tình hình chính trị và quân sự trong khu vực Cuộc chiến đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ về con người mà còn về môi trường và cơ sở hạ tầng. Sự kháng cự kiên cường của người dân Việt Nam trước sự xâm lược của quân đội Trung Quốc đã thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước. Mặc dù đã có nhiều tổn thất, nhưng sự kiên cường ấy chính là động lực để đất nước từng bước phục hồi và phát triển sau này. Những năm tiếp theo, vào năm 1979, đã ghi nhận sự di cư ồ ạt của một lượng lớn cư dân từ miền bắc vào miền nam những người đã rời đi trong khi những người còn lại không có ý định quay về khiến cho việc tái thiết một khu vực rộng lớn của miền bắc trở nên ngày càng khó khăn hơn cuộc xung đột đã kết thúc nhưng để lại nhiều hậu quả nặng nề cho cả hai bên về mặt quân sự Tổng số thương vong của quân đội Trung Quốc trên toàn bộ mặt trận của 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam vượt quá 63.000 binh sĩ trong tổng số 600.000 quân tham gia chiến đấu. Hơn nữa, khoảng 280 chiếc xe tăng Trung Quốc trong tổng số 600 chiếc đã được sử dụng trong cuộc chiến. Khoảng 270 xe quân sự, 95 khẩu pháo và hàng loạt hệ thống phóng tên lửa cùng nhiều phương tiện quân sự khác đã bị Việt Nam tiêu diệt hoàn toàn. Trong khi đó, Phía Việt Nam cũng huy động 50.000 quân để phòng thủ và ngăn chặn sự tiến quân của quân đội Trung Quốc từ mọi hướng, chịu thiệt hại khoảng 37.000 quân. Đó còn chưa tính hàng ngàn du kích địa phương hy sinh cùng với hàng ngàn dân thường bị tàn sát. Cuộc chiến cũng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho cả hai bên. Về phía Việt Nam, các thị xã như Lạng Sơn, Cao Bằng và thị trấn Cam Đường đã bị tàn phá hoàn toàn tất cả 320 xã, 735 trong tổng số 944 trường học, 428 trong tổng số 437 viện, bệnh xá, cũng như tất cả các nông trường đã bị hủy hoại. Hơn 77.000 hecta hoa màu bị tàn phá, 400.000 gia súc bị giết hoặc bị cướp, và khoảng một nửa trong số 3 triệu rưỡi dân đã mất hết tài sản và phương tiện sinh sống. Để có thể phục hồi nền kinh tế cho miền Bắc, Việt Nam buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ từ Liên Xô. Từ ngày 27 tháng 3 năm 1979, Việt Nam quyết định cho phép tàu quân sự Liên Xô cập cảng Cam Ranh để đổi lấy những khoản viện trợ kinh tế. Về phía Trung Quốc, cuộc chiến này cũng đã tiêu tốn của họ khoảng 1 tỷ 300 triệu đô la và gây ảnh hưởng lớn đến quá trình cải cách kinh tế. Dù vậy, phía Việt Nam vẫn là bên gánh chịu thiệt hại nhiều nhất. Sau cuộc chiến biên giới, quân đội Trung Quốc vẫn tiếp tục gây rối tại các tỉnh miền Bắc, khiến Việt Nam phải duy trì một lực lượng quân sự lớn hơn nhiều so với khả năng chịu đựng của nền kinh tế trong suốt 10 năm chỉ để phòng ngừa sự xâm lược của quân Trung Quốc. Khi quân Trung Quốc rút khỏi Việt Nam vào tháng 3 năm 1979, họ tuyên bố không có tham vọng duy trì một tất đất nào của Việt Nam. Nhưng thực tế, Quân đội Trung Quốc vẫn chiếm đóng khoảng 60 km lãnh thổ mà Việt Nam kiểm soát trước khi xung đột nổ ra. Từ tháng 3 năm 1979 đến hết tháng 9 năm 1983, Trung Quốc đã cho quân xâm nhập biên giới Việt Nam tới gần 48.970 vụ, trong đó có 7.322 vụ xâm nhập biên giới bằng đường bộ có vũ trang, 28.967 vụ xâm nhập vùng biển và 12.705 vụ xâm nhập vùng trời biên giới với hơn 2.000 tốt máy bay. Trung Quốc thường xuyên bắn pháo vào các khu dân cư, tiếp tục lấn chiếm đất đai, xâm canh, xâm cư, di chuyển và đập phá mốc giới, cũng như lập mộ binh sĩ ngay trên đất Việt Nam. Tính đến tháng 3 năm 1983, Trung Quốc còn chiếm giữ tới 89 điểm của Việt Nam. Việc Trung Quốc chiếm đóng các vùng lãnh thổ biên giới gây ra sự tức giận mạnh mẽ từ phía Việt Nam và dẫn đến một loạt trận giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực đó. Xung đột biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp diễn cho đến năm 1988, đặc biệt gia tăng vào các năm 1984 và 1985. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 1981, quân Trung Quốc mở cuộc tấn công vào đội 400 ở huyện Cao Lộc. Lạng Sơn, xa hơn về phía tây, quân Trung Quốc cũng đã vượt biên giới tấn công vào các vị trí quanh đồi 1688 ở tỉnh Hà Tuyên. Giao tranh diễn ra rất khốc liệt, với hàng trăm người thuộc cả hai bên thiệt mạng. Đến năm 1984, quân Trung Quốc lại triển khai nhiều tiểu đoàn mở các đợt tấn công lớn vào Lạng Sơn, đặc biệt tại Hà Tuyên, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1984. Quân Trung Quốc đã tấn công vào dãy đồi từ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang mà Trung Quốc gọi là Lão Sơn. Họ chiếm giữ một số ngọn đồi trong dãy này. Giao tranh kéo dài và dai dẳng, nhưng không có nơi nào mà quân Trung Quốc tiến vào lãnh thổ Việt Nam quá 5 km. Dù số lượng quân đông đảo hơn, Trung Quốc thường xuyên thực hiện các hành động khiêu khích vũ trang, lấn chiếm, phá hoại các phòng tuyến bảo vệ biên giới cũng như sử dụng gián điệp, thám báo biệt kích thâm nhập vào nội địa. Họ còn kích động các dân tộc thiểu số dọc biên giới Việt, Trung Ly Khai, xây dựng các căn cứ vũ trang gây phỉ. Từ cuối năm 1980, Trung Quốc hỗ trợ Khmer Đỏ và tàn quân Pol Pot lập căn cứ ở Đông Bắc Campuchia, tạo ra hành lang Tây Nguyên, Campuchia, Thái Lan nhằm kéo Việt Nam vào tình thế khó khăn tại Campuchia. Căng thẳng với Trung Quốc đã khiến Việt Nam phải trả một cái giá vô cùng đắt do Trung Quốc duy trì áp lực quân sự tại vùng biên giới trong suốt 10 năm sau đó, Việt Nam cũng buộc phải duy trì một lực lượng phòng thủ lớn ở biên giới phía Bắc, cũng như bị vướng vào cuộc chiến kéo dài ở Campuchia mà Trung Quốc mong muốn kéo dài. Việt Nam còn bị cô lập trong suốt 10 năm trên bình diện quốc tế. Nền kinh tế yếu kém, cộng thêm sự cấm vận của Mỹ, đã buộc Việt Nam phải duy trì một lực lượng quân đội lớn và phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Liên Xô. Sau năm 1919, tình hình kinh tế miền Bắc Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều so với thời kỳ trước. Trong khi đó, Trung Quốc lại phát triển mạnh mẽ từ năm 1978 trở đi nhờ công cuộc cải cách kinh tế của Đảng Tiêu Bình. Có thể nói, cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979 đã mang lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc, bất chấp việc nhiều người của họ đã bỏ mạng trên lãnh thổ Việt Nam. Sau cuộc chiến này, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã nhận ra rằng Trung Quốc không hề trung thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đề xướng. Trong khi Việt Nam vẫn phụ thuộc vào Liên Xô để nhận sự hỗ trợ tài chính và kinh tế, thì xung đột giữa Liên Xô và Trung Quốc ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Chính vì thế, Mỹ và phương Tây sau năm 1979 đã bắt đầu chú ý hơn đến việc cung cấp hỗ trợ tài chính và công nghệ nhằm giúp Trung Quốc cải cách kinh tế. Mỹ không còn xem Trung Quốc là một mối đe dọa, mặc dù cả hai bên vẫn thực hiện nhiều cuộc đàm phán chiến lược về việc rút quân khỏi Campuchia. Điều này dẫn đến một cuộc cải cách toàn diện của Trung Quốc nhằm mở rộng và củng cố vai trò của mình trên trường quốc tế, tạo ra nhiều động lực cho việc đổi mới kinh tế. Ngược lại, Việt Nam rơi vào tình trạng trì trệ và kiệt quệ hơn bao giờ hết. Tình hình biên giới vẫn còn căng thẳng và không ổn định khi Trung Quốc ngày càng lớn lướt tạo nên những căng thẳng trong quan hệ quốc tế với các quốc gia láng giềng. Việt Nam phải tìm cách vượt qua những thách thức lớn trong việc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế, vừa khắc phục những hậu quả của cuộc chiến vừa tìm kiếm sự ổn định và hòa bình lâu dài cho dân tộc. Cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979 đã để lại nhiều bài học quan trọng cho Trung Quốc, không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà còn về chiến lược chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế dưới đây là một số bài học chính mà trung quốc đã rút ra từ cuộc xung đột này chiến lược quân sự và chính trị cuộc chiến cho thấy rằng mặc dù trung quốc có quân số đông đảo và trang bị quân sự hiện đại nhưng việc duy trì một chiến dịch quân sự ở một quốc gia có địa hình phức tạp như việt nam là rất khó khăn điều này thúc đẩy trung quốc cải cách quân đội và chiến lược quân sự tập trung vào hiện đại hóa lực lượng vũ trang và phát triển các chiến thuật mới quan hệ quốc tế Cuộc chiến đã khiến Trung Quốc nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao. Sau cuộc xung đột, Trung Quốc tìm cách cải thiện mối quan hệ với phương Tây, đặc biệt là Mỹ, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về kinh tế và công nghệ. Điều này dẫn đến việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ vào năm 1979. Kinh tế hậu quả kinh tế từ cuộc chiến đã thúc đẩy Trung Quốc nhận ra rằng sự phát triển kinh tế là cần thiết để đảm bảo sự ổn định nội bộ và sức mạnh quân sự. Do đó, Trung Quốc bắt đầu thực hiện các cải cách kinh tế vào cuối thập niên 1970, mở cửa thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài. Quản lý xung đột Cuộc chiến đã chỉ ra rằng việc quản lý xung đột với các nước láng giềng cần phải có chiến lược khéo léo hơn, nhằm tránh việc bị lôi kéo vào các cuộc chiến không cần thiết trung quốc đã học cách sử dụng các biện pháp ngoại giao và kinh tế để giải quyết mâu thuẫn thay vì dùng sức mạnh quân sự tự chủ và độc lập trung quốc hiểu rằng việc phụ thuộc vào các nước khác có thể dẫn đến các rủi ro về an ninh do đó họ tập trung vào việc phát triển năng lực tự chủ trong sản xuất quân sự và kinh tế giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài Đánh giá đúng đắn về đối thủ, cuộc chiến đã chỉ ra rằng Việt Nam là một đối thủ đáng gờm với tinh thần chiến đấu cao. Trung Quốc đã nhận ra rằng việc đánh giá thấp khả năng và quyết tâm của đối thủ có thể dẫn đến những thất bại không mong muốn. Cuộc chiến biên giới năm 1979 đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong việc hình thành chiến lược phát triển của Trung Quốc trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế và quan hệ quốc tế trong những thập niên tiếp theo. Cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 đã mang đến cho Việt Nam nhiều bài học quý giá, không chỉ về mặt quân sự mà còn về chính trị, kinh tế và quản lý quốc gia. Dưới đây là một số bài học quan trọng mà Việt Nam đã rút ra từ cuộc xung đột này. Khả năng tự lực tự cường, cuộc chiến nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự lực trong việc bảo vệ đất nước việt nam nhận thức rõ rằng cần phải xây dựng một quân đội mạnh mẽ và một nền kinh tế độc lập để đảm bảo an ninh quốc gia thay vì dựa quá nhiều vào sự hỗ trợ từ nước ngoài tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc trong thời điểm khó khăn sự đoàn kết của người dân là yếu tố quyết định cuộc chiến đã thể hiện tinh thần yêu nước và quyết tâm bảo vệ tổ quốc của nhân dân việt nam cho thấy rằng lòng dân có thể làm nên sức mạnh lớn lao chính sách ngoại giao linh hoạt việt nam đã học được rằng cần có một chính sách ngoại giao khôn ngoan để bảo vệ lợi ích quốc gia sau cuộc chiến việt nam cần thiết phải điều chỉnh quan hệ với các nước láng giềng xây dựng mối quan hệ hòa bình và hợp tác quản lý rủi ro và phản ứng nhanh cuộc chiến cho thấy rằng cần phải có kế hoạch và chiến lược rõ ràng để ứng phó với những tình huống bất ngờ việt nam đã nhận ra tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cuộc chiến đã làm rõ hơn bao giờ hết rằng bảo vệ chủ quyền quốc gia là một nhiệm vụ thiêng liêng và không thể thương lượng. Việt Nam cần kiên quyết trong việc bảo vệ biên giới và lãnh thổ của mình trước bất kỳ hành động xâm lược nào. Phát triển kinh tế bền vững, hậu quả kinh tế nặng nề từ cuộc chiến đã khiến Việt Nam nhận thức rõ rằng phát triển kinh tế bền vững là điều cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia cần phải xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ để có khả năng đối phó với những thách thức trong tương lai học hỏi từ kinh nghiệm việt nam đã rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ và cần cải thiện chiến lược phát triển đất nước đồng thời củng cố khả năng phòng thủ nhờ đó có thể duy trì hòa bình và ổn định tóm lại cuộc chiến tranh biên giới việt trung đã giúp việt nam hình thành nhiều bài học quý giá không chỉ trong việc bảo vệ đất nước mà còn trong phát triển kinh tế và xây dựng mối quan hệ quốc tế những bài học này vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện tại và tương lai của việt nam quản lý xung đột là một kỹ năng quan trọng không chỉ trong lĩnh vực cá nhân mà còn trong các mối quan hệ xã hội công việc và chính trị dưới đây là một số lời khuyên để quản lý xung đột hiệu quả lắng nghe chủ động hãy lắng nghe ý kiến và cảm xúc của bên kia một cách chân thành việc hiểu rõ quan điểm của người khác có thể giúp giải quyết mâu thuẫn hiệu quả hơn xác định nguyên nhân gốc rễ cần tìm hiểu rõ nguyên nhân gây ra xung đột từ đó mới có thể đưa ra giải pháp thích hợp đôi khi xung đột chỉ là bề nổi của những vấn đề sâu xa hơn giữ bình tĩnh trong tình huống căng thẳng hãy cố gắng giữ bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối hành động sự điềm tĩnh sẽ giúp bạn tư duy rõ ràng hơn và đưa ra quyết định hợp lý tìm kiếm giải pháp hợp tác thay vì cố gắng áp đặt ý kiến của mình hãy tìm kiếm những giải pháp có lợi cho cả hai bên sự hợp tác thường mang lại kết quả tốt hơn là sự đối đầu tránh sử dụng ngôn từ công kích hãy chọn ngôn từ một cách cẩn thận tránh sử dụng từ ngữ mang tính chất chỉ trích hoặc xúc phạm vì điều này có thể làm tăng thêm căng thẳng thỏa thuận và cam kết khi đã tìm ra giải pháp hãy thỏa thuận và cam kết thực hiện chúng việc này giúp xây dựng lòng tin và sự tôn trọng giữa các bên ghi nhận và cảm ơn khi xung đột được giải quyết hãy ghi nhận những nỗ lực của các bên và cảm ơn họ vì đã cùng nhau làm việc để tìm ra giải pháp xem xét và học hỏi sau khi giải quyết xung đột hãy xem xét lại quy trình và kết quả để rút ra bài học cho những tình huống tương lai học hỏi từ kinh nghiệm sẽ giúp bạn trở nên khôn ngoan hơn trong việc quản lý xung đột sau này duy trì giao tiếp thường xuyên giao tiếp mở và thường xuyên giữa các bên có thể giúp ngăn chặn xung đột xảy ra hãy tạo môi trường cho các bên có thể chia sẻ ý kiến và lo lắng một cách tự do tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên thứ ba nếu xung đột không thể tự giải quyết hãy xem xét việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bên thứ ba trung lập như một người hòa giải để giúp đàm phán và tìm ra giải pháp quản lý xung đột không phải là một công việc dễ dàng nhưng với những kỹ năng và chiến lược phù hợp bạn có thể biến những tình huống căng thẳng thành cơ hội để phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn lòng biết ơn ôi đất nước tôi hồn thiên sông núi có những anh hùng vĩnh viễn không nguôi đã hy sinh cho tự do cho hòa bình dòng máu đỏ thắm lửa chiến tranh ông cha ta những bậc tiền nhân dưới cờ đỏ một lòng quyết tâm gian khổ không sờn, bảo tố không lùi. Vì tương lai sáng, cho con cháu vui. Từng bước chân dũng mãnh trên chiến trường. Âm vang khẩu súng, những lời hô sung trận. Họ chiến đấu vì tổ quốc, vì nhân dân. Để ngày hôm nay, ta được tự do, hòa bình. Mỗi tất đất này, từng ngọn cỏ xanh, là chứng nhân cho những hy sinh lớn lao. Tôi cúi đầu tri ân, lòng đầy xúc động thầm cảm ơn họ những người đã quên mình họ ra đi không tiếc nuối không hối hận trong tim họ chỉ có một niềm tin một ngày mai tươi sáng thanh bình cho thế hệ sau sống trong yêu thương ôi lòng biết ơn một ngọn lửa cháy khắc ghi mãi trong tim trong nỗi nhớ dù thời gian có trôi lòng không phai nguyện ghi nhớ mãi công ơn của ông cha xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị khán giả đã đồng hành và ủng hộ kênh cà phê sáng trong suốt thời gian qua sự quan tâm và yêu mến của quý vị chính là động lực lớn lao giúp chúng tôi không ngừng phát triển và hoàn thiện nội dung chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý vị để cải thiện chất lượng chương trình và mang đến những nội dung bổ ích thú vị hơn mọi ý kiến phản hồi xin vui lòng để lại dưới phần bình luận chúng tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ quý vị